Ok, hôm nay anh em, hôm nay chúng ta lại thử qua game mới. Game này thực ra cũng không mới lắm. Nó đã ra mắt từ khá lâu rồi. Nếu như anh em mà xem mấy cái kênh video khác hay là những người livestream khác á, ở Việt Nam mình nè, thì họ like con game này rất nhiều luôn. Tại vì nó rất là nổi tiếng, rất là hay. Game đó tên là Hoạt Hiệp Truyện Legend of Mortal. Nói về một anh chàng đẹp trai trong cái chuyến hành trình phiêu lưu của mình, chinh phục cái đại hội Võ Lâm. Nhưng mà phần lớn vẫn là từ cái vỏ mồm của mình thôi. Chứ thực lực thì nó mới tăng tiến từ từ mới được. Rồi, ngoài cái ngoại hình đẹp trai mà nhan sắc trời chu đất diệt như thế này thì không biết chúng ta có tài năng gì nữa không. Game này thì tôi chưa có chơi lần nào cả, chỉ có cập nhật một số cái thông tin lúc game mới ra mắt thôi, nên hôm nay chúng ta cũng thử coi con game chất lượng nó như thế nào. Hy vọng là chúng ta sẽ có giây phút giải trí vui vẻ. Chính cái bản việt hóa này là cái bản việt hóa tôi sử dụng của là bên mê việt hóa. Âm lượng nhỏ nhỏ lại tí ha, lu lu à, lư lư à. Rồi rồi thôi chúng ta bắt đầu cho chơi. Mấy cái này là mấy cái gì, truyền kỳ không một hay ba là cái gì đây? À chắc là cái mà lót xếp á. Bản mê việt hóa này họ dịch bằng AI nên cũng mà chất lượng tương đối dễ đọc hơn so với cái những cái phiên bản khác mà anh em xem trên những cái kênh khác. Thâu dược đường môn chi lực. Ngươi đã từng nghe nói về đường môn chưa? Thiên hạ đệ nhất ám khí đại gia tọa trấn tại Tứ Xuyên Thục Dung, mang danh giang hồ mấy chục năm. Bao tiền kim phi tiêu giấu trong tay áo tiễn, buộc tóc long châu kim, bình được hạng tỉnh đồng. Tức là có thể sử dụng một cái đồng xu như một cái ám tiễn ám khí vậy đó. Ngoài ra thì sợi lông, sợi tóc hay là cái kim gì cũng có thể là cái hung khí sát nhân cả. Người đường môn toàn thân trên dưới không có chỗ nào không phải là hung khí. Người qua đường hả? Vũ khí nào cũng là hung khí. À, ta có nghèo qua. Nhưng ngươi đột nhiên nói với ta chuyện này làm gì? Thật lòng mà nói, tại ả chính là người của đường môn, hiếm có duyên gặp được huynh. Hiếm có duyên gặp được huynh, à muốn hỏi người có hứng thú gia mạp đường môn hay không? Không, chúng ta chỉ là ngồi bàn chung bàn ăn mì. Ngươi đột nhiên nói với ta chuyện này làm ta cũng rất là bối rối đó. Ông này ổng đi tỷ người như đa cấp gì à. Nói cho cùng, sao ta phải gia nhập đường môn chứ? Gia nhập đường môn rất là tốt, ngươi có thể học được một thân võ công hành hiệp chữ nghĩa phiêu bạt giang hồ rồi chẳng hạn. Không không, ngươi hãy nhìn trang phục của ta này. Thật ra ta là một kẻ bán đồ chơi nặng bột, sống lay lắt qua ngày tháng độn tháng thôi, sắp ăn không đủ no rồi lấy đâu ra sức lực mà quản chuyện bao đông. À thì học võ công cũng có nhiều lợi ích mà, có cơ thể thân cường thân kiện thể, sau khi cường thân kiện thể thì ngươi tự nhiên sẽ có sức lực. Thôi quên đi, ta không quản chuyện của các ngươi đâu, tự nhiên cũng không cần sức lực, an cư lạc nghiệp rất là tốt rồi. Nói vậy cũng đúng, nhưng học võ công thì cũng rất là quay phong. Huynh đài à, tuy gặp gỡ nhau như nước chảy mây trôi, nhưng tao khuyên ngươi một lời. Có tuổi rồi, không chịu phấn đấu tìm kiếm một cái nghề nghiệp ổn định đi, cứ mãi tụ tập thành băng thành nhóm quấy nhiễu dân chúng như thế này. Phụ mẫu ngươi có biết hay không? Nó nói một câu này là cái ông Đường Tam này bẻ mặt luôn, giống như đi tiễn đa cấp vậy đó. À, thì ta cũng không hiểu, các ngươi là những kẻ tự xưng là giang hồ, suốt ngày đánh đánh giết giết, rốt cuộc là vì cái gì? Vì hai chữ quay phong mà, nực cười, thô lỗ, mặc dù ngươi nói như rất vui vẻ, nhưng danh tiếng của đường môn rất là tệ, có phải không? Huynh đài, sai rồi, sao lại nói như vậy? Đường thăng hả? Tam sư huynh. Sao không tự hỏi bản thân mình đi? Vô ích, ngươi có vẻ ngoài của một người đọc sách, hóa ra là giả vờ thanh tao, ngay cả ta một kẻ thô kệch còn hiểu chuyện hơn ngươi. Nhục dữ thiệt, xin lỗi được chưa? Thôi, biết lỗi sửa là điều tốt. Nói nhiều như vậy mặt đã đạnh rồi, đường môn vừa ra tay đã khiến tao phải ăn bị lạnh, quả nhiên là có bản lĩnh thật. Nói chuyện không phải tùy tiện, đừng làm hỏng danh tiếng đường môn của ta. Thì sao, nói thật á, ngươi định đánh ta? Đường môn lại muốn bắt nạt người dân không biết võ công à? Đây, nhân vật chính của chúng ta đây, anh em thấy mà nhan sắc mà trời chu đất diệt chưa, nhìn một phát cảm tình liền. Chịu Hoạt, tam sư huynh bị người ta mắng té tát, thật đáng thương. Kết quả công cốc một trận không chiêu mộ được ai, còn mất mặt, thật khiến sư đệ chê cười rồi. Ông này thương sư huynh của mình đó hả? Sao mà cái đường môn của mình, vậy là mình gia nhập đường môn luôn rồi. Có điều cái tông môn này thấy hơi toan đứng nha, như bán hàng đa cấp vậy á. Đi mà câu dẫn khách hàng mà cuối cùng gặp mấy thanh niên bán mì chửi cho giận đó chứ, mắt nhục luôn. Đường Tăng, Tây Thiên Thỉnh Kinh, tam sư đệ. Tên đơn giản là một chữ Tăng, đệ tử thứ ba của trưởng môn đường, đệ tử truyền đời thứ ba của trưởng môn đường môn. Giọng này có khả năng làm trưởng môn luôn đó hả? Mang theo tài nghệ gia nhập sư môn, tuổi tác lớn hơn hai vị sư huynh. Trước đây là một học trò có chí lớn, chỉ vì đắc tội quyền quý mà phải ẩn náu giang hồ. Sở thích là kể chuyện, giáo dục nhân tài, nói về thiên hạ.
Thôi ơi, ông vừa mới kể chuyện đúng là mở đầu nghe cũng mà kinh phết đó chứ. Bàn thành đen dễ chữ đâu. Ta thấy rồi, cũng không còn cách nào khác đâu. Khó do Tam Sư Huynh rồi. Đúng vậy không? Nếu là bình thường làm sao có thể để cho người khác ức hiếp như vậy? Nhưng đường môn đen trong cơn nguy khốn, không nhịn được nhỏ thì hỏng việc lớn. Thể diện của ta cũng phải là đính nhịn một tí thôi. Uống trà bớt giận đi Sư Huynh ơi. Cảm ơn đệ, thật là tức chết ta mà. Nói đến đây ta cũng không biết danh tiếng của đường môn lại tệ như vậy. Ngươi là đệ tử ngoại tộc, lẽ ra phải thường xuyên ra ngoài. Ta còn tưởng ngươi đã nghe qua đôi chút về đường môn rồi chứ. Ta ra ngoài bất quá cũng chỉ vì thiếu gạo, củi gạo, dầu mỡ, tương ớt, ấm trà mà thôi. Nói cũng phải, thật có lỗi, là đường môn có lỗi với ngươi. Chuyện này nói ra thì dài dòng, tất cả đều do sư trưởng trong môn gây ra nghiệp chướng. Ấy, vậy tự nhiên hùa theo thì không đúng gì đấy. Mình có biết cái gì đâu mà hùa, nhưng mà cứ hùa đi cho ổng vui, ổng mới bị chửi đâu mà, nhìn mặt ổng kìa. Cái gì? Khoan khoan, nó mới hiện cái gì đây mà tôi đọc không được. Bản môn sư trưởng tạo ra rất là nhiều nghiệp chướng, không biết Tam sư huynh chỉ là tông nào. Sư đệ thật độc mồm, ta rất là thích. Bây giờ nói đến cũng vô ích, nhớ lại năm đó vừa mới bái nhập sư môn, lúc đó thanh thế đường môn như mặt trời ban trưa. Quay phong cỡ nào quay phong cỡ đó, thì tử trong môn ít nhất cũng phải 100 người xếp hàng chỉnh tề trên thao trường, cảnh tượng đó thật là hùng vĩ. Bây giờ còn chưa đến chục mạng. Không phải do là tổ huấn hại người sao? Không phải họ đường không được trường truyền thụ võ công chân chính. Đệ tử ngoại tộc muốn học được võ công của chân chính đó, thì phải là siêng năng nỗ lực mới được để mắt đến, rồi sau đó chuyển sang là cái họ đường. Đường tăng không chừng là sau này phi tiêu ám khí chết được vu công luôn. Ngày 20 là con lách mít vu công nó ra rồi. Theo ta thấy cái lệ cũ này rất là vô lý, mà sư trưởng là chỉ biết tuân theo một cách rất là cứng nhắc. Đệ tử trong tông môn bề ngoài thì đoàn kết, kỳ thật chỉ là mượn quay phong của đường môn mà làm càn thôi. Đúng rồi, như ta ở lâu như vậy chỉ được truyền dạy tâm pháp nhập môn mà thôi, có phải là quá đáng lắm không? Đúng là đường môn có lỗi với ngươi, hiện tại đệ tử ngoại tộc của đường môn chỉ có mình ngươi thôi. Trời ơi, thật không ngờ ngươi vẫn còn trụ lại ở đây. Bây giờ còn chưa đến chục mạng, ông này mạng thứ ba, mình là mạng duy nhất ở đệ tử ngoại môn luôn. Cái này chính xác hơn là đệ tử ngoại môn á, dịch tử chữ ngoại tộc này là cái con AI nó dịch là hơi bị siêu siêu một tí. Nhưng mà tính ra mấy con game này dịch qua tiếng Việt của mình đọc thì mình đọc mấy tiểu thuyết Trung Quốc, coi phim tiếng Trung nữa thì dịch ra tiếng Việt đọc thì nó có vần hơn là đọc bản gốc tiếng Anh. Ta cũng cảm thấy mình rất là phi thường. Chủng môn trước đây vì muốn dương vai võ lâm, hành xử có phần rất quá khích, đã đắc tội không ít người. Giờ đây hắn lâm bệnh, kẻ thù thấy có cơ hội liền nhân cơ hội đến là gây sự. Vậy là sau nãy nói mà cái ông sư thúc gì ta, giờ quay qua chủng môn rồi. Mấy năm nay những môn phái bang hội lần lượt đến khiêu chiến không thể đếm hết trên đầu ngón tay, giết không ít người cao thủ của đường môn. Bọn người là bị họ ép chỉ dội vẻ ta đây, thấy đại nạn trước mắt liền như chim sợ cành cong. Vậy là lý do là sao cái bang của mình bây giờ còn có không tới chục mạng đó. Mọi người đều muốn tự bảo vệ mình cũng không thể trách được. Trọng trách chấn hưng quy danh của bổn môn đành đặt hết lên vai thế hệ chúng ta rồi. Được rồi, chúng ta đừng than thở nữa, tranh thủ đi thời gian chiêu mộ nhân tài thôi. Trời ơi, nghe còn hơn cái công ty đa cấp đang trên bờ vực phá sản nữa. Để chúng ta chia nhau ra hành động. Được, một canh giờ sau tập hợp chỗ này. Con game này có dở đâu vậy? Mấy ông Trung Quốc rồi, mấy ông Trung Quốc là tối ngày chia cái đồng hồ ra thành cái 12 cái múi à. Sao mày gọi tên là tí rủ dần mão gì đó. Một canh giờ là khoảng 2 tiếng. Ây da, người đây rồi. Tam sư huynh, huynh nhanh vậy. Nói ra xấu hổ, ta một người cũng không chiêu mộ được. Thôi đừng có chọc nó, cũng xuyên mình bây giờ, an ủi thôi. Việc này đúng là khó khăn, chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức làm tròn bổn phận của mình mà thôi. Thật là xấu hổ. Sư đệ, kết quả người thế nào? Cũng vậy thôi. Cái gì đây? Cái quái gì đây? Đã chiêu mộ được 3 người. Cái gì? Không chỉ không chiêu mộ được người mà còn bị người của Phi Thạch Bang đánh cho một trận cướp hết tiền tiêu vặt. Tay xỉu à, từ 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 từ. Nhỏ hơn 25 á, thì một người cũng không chiêu mộ được. 50 thì được một người, 75 thì 3 người. Tức là trong phạm vi 50 đến 70 ngon hơn á. Nhưng mà lên tới lớn hơn 75 là có chuyện không? Rồi, 3, 2, 1, quay. Nhiều. 74, ngon. Có xếp game không? Có nè. Xếp sao? Rồi bấm đâu nữa? Không. Tiếp tục hả? Rồi. Tuyển được 3 người. Ta đã đưa cho họ thư giới thiệu, cho một lát nữa 3 người đó sẽ thu dọn hành lý cùng nhau lên núi báo cáo. Thật sao?
quả nhiên là người lợi hại, trưởng môn nhất định sẽ rất vui mừng. Vất vả rồi, công lao của ta lớn lắm. Chuyển vào đệ tử nội môn. Chuyển chính vào phòng hả? Gọi là vào đệ tử nội môn chứ là chuyện sớm muộn phải không? Thì nhìn cái mặt ổng lương đúng lương luôn. Sau đó tạm sư huynh, thời gian ngon còn sớm nữa, tranh nổi trước khi trời tối hay lên núi đi. Mà chưa tiến được rồi, nhưng ấm mức đến mức không thể chịu nổi. Đẹp trai nó hại thần như đó anh em ơi, danh tiếng với miệng lưỡi nè. Tôi đọc được hai chữ nè. Miệng lưỡi 2D là sao ta? Cuối cùng cũng lên được núi, chân ta sắp què rồi. Luôn luôn sao? Cái này là gì? Môn phái thuộc tính. Cái này là ba lô, bọc hành lý, truyền kỳ. Dân tế là cái méo gì? Tôi thấy cô gái nè anh em ơi, gái nè. Đầu chọc với Hiếu Lâm này. Nét, gái nè. Gái nè. Cái này không biết phải gái không, nhưng mà cứ hy vọng vậy đi. Đằng này là giống tóc mái ngói nhỏ nhọn á, cầm nó nhọn nên chắc cũng khá là vàng, có khi là nhị sư huynh, nhất sư huynh gì, đại sư huynh gì đó. Liệt chuyện M là cái quái gì đây trời? Đường tăng đi thỉnh kinh. Ủa, vùi mài kinh sử mười mấy năm, thi đỗ công danh, dùng tài năng kiến thức để cống hiến cho đất nước. Hèn gì ông nội này không thích kể chuyện. Nè, sở thích được kể chuyện nè. Lúc kỉnh gọi thì ngồi là chém gió, giang hồ, lướt Facebook, lướt TikTok, xem clip YouTube. Rồi. Môn phái của mình. Chữ 1 là sao? 12 danh tiếng của môn phái. 50. Ôi ôi, sức hút của môn phái 50 luôn. Cái gì? Sát thương bán thường 10 tỷ lệ bảo kích. À, 10 đam không bảo kích. Rồi, hiểu đơn giản vậy đây. Chấm hỏi và chấm hỏi. Beauty. Mấy cái này thì chịu rồi. Ủa, USUI hình như nó bị lỗi nha. Tôi cũng không được nữa. Phòng thủ chi là trừ 10.002 là sao? Chưa chuột lại. Danh tiếng bằng khắp giang hồ là bậc thầy giám khí số 1 của thiên hạ. Nơi đây có truyền thống lâu đời. Môn đồ được chia thành hai loại, nội và ngoại môn. Nè, cái chỗ này con AI nó dịch rất là tốt nè. Ngoại thì đệ tử phải phục dịch tích lũy công đức, sau một thời gian dài mới được sư trưởng chú ý đổi sang nội môn. Theo họ cái sư môn là họ Đường, vô nội môn rồi thành đệ tử chân truyền đồ nữa phải không? Lúc này theo họ Đường thì mới học được những võ công là cao thâm, không được truyền thụ ra ngoài. Mười mấy năm trước Đường môn gặp biến cố lớn, các cao thủ đời trước đều tan đàn xẻ nghé chết hết, chỉ còn một mình kim trưởng môn chống đỡ. Tuy nhiên trưởng môn cố gắng đến mấy cũng khó thể mà xây chuyển tình thế cục diện ban đầu. Đường môn ngày càng suy yếu, nhân lực hao hụt, uy phong đã không còn, nay bị kẻ địch bao vây, quả thực là nguy cơ trồng chất. Nguy cơ trồng chất là nợ 10.000 rồi đó. Thể lực không, hàng gì nó đi lên núi tí xíu rồi nó than muốn què dò. Ủa Đường môn thì quyền bổng làm gì? À, nó sẽ tăng một phần nhỏ là sát thương, tăng phần lớn phòng thủ. Đúng rồi đó, Đường môn thì mình chỉ tu hai này thôi, nội lực nữa. Tốc độ hồi gì khí, khí huyết hay là gì? Kháng độc, kháng tê liệt. Miệng lưỡi 2D là sao? Học vấn không. Đã đẹp trai rồi học vấn không nữa thì thôi rồi. Sức mạnh của chiêu cuối, sức mạnh vũ khí ẩn. Kỹ năng không có bất cứ cái gì. Nhật ký của ngươi, Đường môn, Luận ngữ. Luận ngữ là cái học thuật của Khổng Tử này xưa. Đây là cái bản văn bạch thoại đơn giản mà Tam Sư Huynh biên soạn khi làm thầy giáo tư thục để cho những đứa trẻ không biết chữ. Trời ơi, bí kíp võ công của Đường môn ai cũng có một quyển, sánh ngang với đọc kinh là hai báu vật. Nếu có là sư trưởng truyền thụ tâm quyết vận kinh thủ pháp chỉ dựa vào tâm học, tự học rất có tiến bộ luôn. Mở đầu là vong hình tượng ngươi đã học phục lòng, không có cái gì, cũng không có cái gì hết. Rồi, đối với ngươi chỉ mới luyện tập cái tâm pháp nhập môn thì con đường núi này cũng đối là khắc nghiệt đó. Tam sư huynh nói xem, ổ sư gia của Đường môn rốt cuộc vì sao lại xây dựng căn cứ trên núi cô độc, chẳng phải tự chuốc khổ sao? Ấy, cái này là nó tự động chạy, trời ơi. Tôi muốn lưu game. Ủa, không có lưu hả? Hay là đọc trò chơi đó? Đấy không phải. Ngươi chết tại lưu sao? Sư đệ ngươi sai rồi, nghe nói tổ sư gia xây dựng trên núi là có ý đồ sâu xa. Đường môn ta tam môn giữa núi, sau lưng có chỗ dựa. Tôn tử binh pháp có câu, nơi hiểm trở ta phải chiếm trước, nhất định phải chiếm nơi cao gáo đón địch. Nếu chiếm trước hãy dù dội chúng chớ có cái đuổi theo. Đường môn thì xưa
thường bị trong thiên hạ nó chê bai là lén lút không có quang minh chính đại, chỉ biết sử dụng ám khí thôi. Nhưng mà ai cũng phải nể Đường Môn một tầng vì mấy cái công phu ám khí này hết, thậm chí là còn có cơ quan rồi từ thiện cực thể gì đó, nghệ thuật gì đó. Đường Môn thì lúc trước đọc cái tiểu thuyết có thanh niên gì trong Đường Môn của anh ta, tao cũng không hiểu cho lắm. Bình thường rảnh rỗi không ngại đến tìm ta trò chuyện, tao có thể kể vài câu chuyện thú vị về Võ Lâm cho ngươi nghe, tiện thể dạy ngươi đọc sách luôn cũng được. Tạm biệt, ta đi báo cáo trưởng môn về thành quả hôm nay, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Rồi, mai ta sẽ về giờ dậy sớm làm việc nữa. Hiện giờ không có đệ tử ngoại môn nào khác, mọi việc chỉ thấy trông cậy vào ngươi. Bắt đầu làm cu li rồi đó, những chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, tam sư huynh ngươi mới là người gánh vác những đồng trách lớn. Đệ tử ngoại môn là giống như đệ tử mà anh em đi làm việc ký hợp đồng lao động như đó, vô nội môn thì mới được vô biên chế. Thật đáng tiếc, ta tự cho mình là những người tài giỏi nhưng lại không thể quản lý một môn phái giang hồ, nó đến đây lại đau đầu. Tài sản của môn phái đều đã bán hết, chỉ dựa vào thu nhập hiện tại ngay cả sinh hoạt cũng khó khăn, tiền nợ tháng sau không biết làm sao để trả. Ta phải mặt dày đi thu học phí của cái sư đệ, vừa tốn công lại vừa khiến người khác khó chịu, và không phải việc nên làm. Không được, tao phải tính toán lại sổ sách một lần nữa mới ngủ được. Ngươi đừng bận tâm những chuyện này nữa, một tháng sau còn kỳ thi giữa kỳ. Nếu ngươi vẫn muốn trở thành đệ tử nội môn thì bắt đầu sửa chữa những lỗi lầm chăm chỉ tu luyện có thể tạo nên được cái danh tiếng của bản thân. Rồi, thật là khó cho hắn là chưa có công, nhà nước hưng vong bách tính có trách, ta có nên nghĩ cách kiếm chút tiền cho Đường Môn hay không? Đồ tạp nham Đường Môn chịu sống. Ủa, chứ đừng là cái quái gì. À, giờ mới được lưu nè. 333. Có nhận được một tiền. Làm công việc chủ nhật ở chính tâm đường chỉ cần làm một số việc thanh nhã đơn giản, không những không gây áp lực tâm lý mà cái tu tâm dưỡng tính. Chọn phiên chọn cái việc nhẹ như vậy sẽ khiến người ta ganh tị. Phòng luyện đan không thấy ánh sáng mặt trời để phục vụ người khác. Đâu rồi, cái này chắc phòng bếp. Này là gì? Nó không dịch à? Sửng gàng. Giảng kinh. Thử rồi. Không cho đi. Nấu ăn đi. Không cho vô luôn. Vì đây cũng không luôn. Ủa vậy mình muốn đi ngủ rồi đi đâu? Để không bị phát hiện phải từ ban ngày ẩn nấp ở vách đá bên ngoài phòng nữ đề cẩn để chờ thời cơ đến khi đêm xuống. Sư muội gấp hạt giấy hạt bên cửa sổ. Ta không có ý định làm điều xấu, chỉ muốn nghe tiếng thở của nàng. Rồi nghe nó hướng dẫn nha anh em, nhớ nha. Ban ngày ẩn nấp ở vách đá bên ngoài phòng. Nghe đúng là biến thái luôn. Vậy làm gì bây giờ? Ủa? À, bấm vô phòng đệ tử. Sự kiện soi gương là sao? Trước đây môn phái ta có rất nhiều người ta đệ tử ngoại tộc như vậy. Ngay cả giường ngủ chung cũng không có chỗ cho ta. Ta phải ở trên núi ở ngoài cổng pháo của Đường Môn. Lúc đó có những đệ tử ngoại tộc thành tích rất tốt mới được chọn vào trong đường gia đệ viện, thường xuyên xuất hiện trước mặt sư trưởng mới có cơ hội trở thành đệ tử nội môn. Kết quả bây giờ thì cả tòa ngoại thành đều được bán đi, thì ta đã được chuyển đến cái khu nhà lớn của gia tộc Đường như mơ ước, nhưng vẫn không có cơ hội thực sự được sư trưởng chú ý đến. Đến giờ vẫn là cái đệ tử ngoại tộc. Tất cả bọn họ đều dựa vào vẻ ngoài để chọn người, quá đáng lắm. Đẹp trai như vậy mà bị phân biệt đối xử hả? Nói cho cùng, tiểu tiền bối của môn phái ta làm sao có thể nợ nhiều như vậy, ngay cả những tài sản bán hết cũng không trả được. Cái này khỏi hằng làm game á. Nếu những đồng tiền nó thuộc về ta, cả đời cũng không tiêu hết. Nhờ có tam sư huynh lo liệu mà dựa vào danh tiếng ngày xưa, gia tộc Đường Môn mới có thể tạm thời nó ấm sống sót qua ngày. Đây là trò chuyện, chữ trò này là trò chuyện. Tiểu sư muội, tiểu sư muội. Ây da. Có hình không? Tiểu sư muội không biết giờ đang làm gì, có lẽ nó nghỉ ngơi rồi. Hôm nay cũng không được gặp tiểu sư muội, tâm trí của ta rất là kiệt quệ. Những ngày tháng bị người hầu sai bảo lý do để tiếp tục sống chính là thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nàng từ xa. Trời ơi, đúng cái thằng xin lỗi luôn. Mà nhìn gần chắc nó hét mình thiệt á. Dù sao lúc đọc thể dùng buổi sáng có thể gặp nàng rồi, anh em nhớ chưa? Võ Lâm xuống núi đều bằng gọng cho mọi người. Quên mua tờ báo giang hồ kỳ này rồi. Đường Môn đang lo lắng chuyện của mình, không có tâm lực để quản lý chuyện giang hồ. Đọc báo giang hồ cứ như đọc chuyện của người khác vậy, không liên quan gì đến mình luôn á. Hiện nay thế lực lớn nhất giang hồ vẫn là ma giáo, chiếm cứ cái lục đạo kẽm hả? Ở Tương Dương, ma giáo Tương Dương. Tiếp theo là Toàn Chân Phái, Cung Sơn Thự, Thanh Đành, Điểm Thương, Nga Mi, Không Động. Ủa rồi Võ Lâm cái bang Thiếu Đan rồi đâu? Thường mấy game tôi chơi là Võ Đan nè, Thiếu Lâm nè, cái bang nè. Mà bây giờ Toàn Chân Phái, Cung Sơn Thự, Thanh Thành, Điểm Thương, Nga Mi, Không Động.
Đó, thiên hạ đệ nhất cái bang tiếp theo là Bạch Sa Bang. Lúc trước thì Đường Môn cũng có một tí tiếng tăm trong giang hồ, xếp hạng trong ba gia tộc lớn, nhưng giờ chẳng ngày mai hỏi han nữa. Rồi, thi giữa kỳ là cái gì? Đây chính là chỗ quá đáng của Đường Môn. Đệ tử ngoại tộc nếu không được sư trưởng yêu thích trực tiếp tuyển chọn vào phòng thì phải cố gắng thể hiện trong kỳ thi đánh giá này. Nhưng bây giờ căn bản là không có đệ tử ngoại môn nào khác cùng ra chia sẻ việc bạc, làm sao ta có thời gian để luyện công? Cay cay rồi, càng cay càng đẹp trai nha. Huống chi môn quy quy định là không được chỉ điểm ngoại môn võ công trong bí tịch của môn phái. Quyển tổng cương ám khí kia ta lật đi lật lại chỉ hiểu được chung mở đầu là vô hình quyển, thủ pháp và tâm pháp dịch thở đều không hiểu, luyện 100 năm cũng vô dụng thôi. Khổ khổ như voi á. Ta thấy dung mạo của ta cũng không tệ lắm, nội tâm quan trọng hơn. Rồi nội tâm đi, biết mình biết ta, năm nay anh hùng giá trị không phải nằm ở vẻ đẹp trai bên ngoài như ta, mà phải có lòng nhiệt huyết, có học thức lễ nghĩa. Nếu không có dung mạo đẹp đẽ, sống một đời tầm thường cũng chẳng thú vị gì. Thì con đó bay, ta vẫn nên đọc sách trước khi đi ngủ, ít nhiều cũng bổ sung nội hàm, dù là hàm mộ thanh tao cũng hơn bụng dạ nên có chút mực nào. Ngươi dựa vào ánh nến le lét đọc được quyển là đường thi tuyển đọc mượn từ thư viện, được cộng chỉ số gì không? Dạ, học vấn 3D. 3D là cái méo gì? Thôi ngủ thôi. Đẹp trai thông minh, biết thì mình biết ta. 30 là độ cống hiến, tâm tướng là 25, hành động là ba hộp, cái khuôn mặt là cái méo gì? Ê, 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 ê. Ủa hả? Làm người bảo vệ cho sư muội, ngồi sáng đến tối bên cửa sổ phòng nữ đệ tử để làm gì? Tâm tương cộng 50, người dùng vào kinh công vòng đến cửa sau phòng nữ đệ tử, gạt bỏ hơi thở ấm áp tay vào tường, vận nội công nghe trộm động tĩnh bên trong, nhìn trộm không nhìn biết nghe. Tiểu sư muội đêm nay vẫn ngồi dưới cửa sổ gấp giấy, thả con hạt giấy ngoài cửa sổ, mắt dõi theo nhìn nó biến mất trong thung lũng tối tăm. Chờ nàng tắt đèn, người mới đứng dậy rồi đi. Nói thì chậm làm thì nhanh, tiểu sư muội bỗng nhiên muốn ngắm sao không báo trước, mở cửa sổ đến chúng ngươi. Tiếng kêu thảm thiết của ngươi vang vọng khắp núi rừng đêm tối. Cái gì đây? Giam cha. Trọng lực trên mặt đất đã hợp tác công việc chiếc ngôi gì? Trời ơi, này thì sim lỏ, này thì canh cho gái, nó mở cửa cái té đi luôn. Anh em thấy tôi là sếp game là quyết định đúng đắn chưa? Tại con này cho anh bình luận trên Steam á, là bấm đâu cũng chết cho nó. Ủa, đó đâu? Chẳng kinh đường là méo gì? Ôi ơi, mở được cái đầu tiên nữa. 90 kiểu chết, trời ơi. Cái nãy là cái này. Không 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 không. Thôi đi nấu ăn thôi. Đến lúc chuẩn bị bữa sáng rồi. Anh đi bên sảnh làm đọc phết đó chứ. Anh em nhìn coi. Cho bánh bao giờ hấp, luộc mấy quả trứng gà, hâm nóng sữa đậu nành. Cháu quẩy cũng không thể thiếu. Tứ sư huynh thích nhất là món ăn béo ngậy này. Anh Tư hả? Những môn dạ dày không tốt, tốt nhất là hành đạo một chút, nấu cháo trắng là được. Nhiều một chút còn thể cho thêm nguyên liệu. À, mình mất một điểm hành động như này lắm. Tuy thường xuyên gọi vào phụ bếp cũng giúp, nhưng không ngờ một ngày có ngày ta lại được toàn quyền quyết định như thế này. Làm cu ly ghét này thành nghề luôn đó. Cho thêm chút phú sổ độc môn vào món bánh lá chuối đại sư huynh thích nhất. Thằng này ai gọi ta đại sư huynh đây hả? Phi hiệp Đường Bố Y, tên gọi là Bố Y, đệ tử lớn nhất của trưởng môn, thiên tư thông minh phóng khoáng, bất kham giang hồ gọi hắn là phi hiệp, ám khí khinh công đều đạt đến cảnh giới hàng đầu thiên hạ. Ê, hình như đúng là cái thằng hồi nãy tôi nhìn trên tấm hình rồi. Rồi ăn cám méo cho luôn, mấy cái lúc này nó méo cho luôn. 48 cực kỳ kinh hãi là sao? Nghịch thiên là sao? Ủa, nghịch thiên là quay lại lần nữa hả? 99 tủa 10 giật mình. Trời đất, đại sư huynh lại ở đây. Hôm qua quá nhiều, dạ dày khó chịu đến nhà bếp tìm thức ăn, không ngờ lại ngủ gục trên mặt đất. Thì ra đâu vậy, chuyện không lộn quả nhiên là phong cách của ngươi, nói hay lắm. Vậy sau nào có gì ngon không cho ta thử một tí trước đi. Mình chưa biết mối quan hệ của mình với thằng này nó ra làm sao, nên cũng đừng có nói lời cay đắng. Có điều mình hơi biết nó là hơi ghét nó một tí thôi. Cái kiểu muốn bỏ cuốn sổ vô nó.
Kim Dung hả? À Đạo Đức với Tu Dưỡng vẫn đang nấu để sư huynh chờ tới. Thôi anh chờ vậy thôi, không ngờ ngươi được cẩn thận như vậy. Trước kia sư đệ nào phụ trách bếp núc cũng không ngăn cản ăn vụng, nhưng đời có. Được rồi sư đệ, ngươi nghe ta nói này sao? Hôm qua ta định đi đến Tủ Lâu Trung Chấn, không ngờ đụng phải mấy tên chó săn của Phi Thạch Bang. Thấy phục của ta, chúng liền mắng chửi một tiếng: đương môn tạp chủng. Cậu tạp chủng hả? Không phải gõ trắng đen liền lật bàn đánh tới, lộn cái bàn luôn. Chơi game này khát nước. Thật sao? Chúng không bị sư huynh đã thương à? Sao lại quan tâm người khác hơn ta vậy? Nhìn ông cầm ba cái phi tiễn âm khí như thế này, lại là để nhất thiên hạ nữa hay ai khinh được ông? Người tự hồi bản thân đi. Ta tạm thời nương tay thôi, dù sao đi nữa đám côn đồ nhỏ này không biết điều, dám đến đường môn của ta gây sự. Nó có đến trước cửa đâu, nó chỉ là nói thoảng thoảng thôi. Là đại đệ tử của đường môn, ta không thể ngồi yên được. Không, nói thẳng ra thì ban đầu chính ngươi quyến rũ vợ của ban chủ người ta mới gây ra chuyện rắc rối như vậy. Nhìn mặt thằng này tưởng nữ kẻ trang nam, nhưng cái câu này vô mà. Giờ cái đường môn này nó băng hoại luôn rồi anh em ơi. Nói vậy là sai rồi. Ta và vợ của ban chủ chỉ là bạn bè bình thường thôi. Ngươi còn đi lôi kéo người ta đi nữa. Không phải mà. Nàng ta cãi nhau với chồng, giận dỗi bỏ nhà đi, không biết đi đâu, cầu ta đến cứu. Nếu ta không tìm chỗ ở tốt cho phu nhân, chẳng phải là không đủ bạn bè sao? Cái này là B Phoenix đúng không mày? Cũng chưa biết đồ đuôi sư viện sao, nhưng mà nhìn cái mặt nãy nó cay lắm á. Thôi mình xui theo nó đi. Phải có người lạnh nhạt quá rồi đó, gieo nhân nào gặp quả nấy thôi. Mình là nên là cái gì đấy trung dung tục là sao? Mình là nên giữ cái trạng thái mà bình thường, bình tĩnh đi, đừng có hơi tí là gân cổ lên. Lạnh quản là chiến sinh đúng không á, game này nó nguy hiểm cho đó. Dù sao đi nữa đường môn cũng là một trong ba thế lực từng là đứng đầu võ lâm. Phi Thạch Bang muốn gây chuyện chúng ta cũng nên là phát tiếp, hẹn tao một người nào đó để huấn luyện bàn, cái gì lượng bàn phải trái. Bất cập người ta đơn độc rồi cả đám xong vào đánh, có ai làm được chuyện giang hồ như vậy đâu. Huống chi bị người ta tìm đến gây sự mà không làm gì, chuyên ra ngoài mặt mũi môn phái ta để đâu đi nữa. Môn phái nơi này còn phái gì mặt mũi nữa mà lo. Nói cũng đúng. Theo ta thấy chúng ta nên ăn no bụng cái đã rồi làm rồi đi tìm vài sư đệ miệng lưỡi cứng cỏi theo ta đến phân đà thì bàn đánh người. Thôi chết rồi, nó lôi mình đi rồi. Hả? Yên tâm, có đại sư huynh ở đây, sẽ không để ngươi chịu thiệt thôi đâu. Vấn đề không phải chỗ đó, ngươi không thấy kế hoạch tấn công này có vẻ là hơi ảo ma tí sao? Vội vàng làm gì? Ta hứng lên là làm thôi. Đừng có đùa nữa đại sư huynh ơi, trước đây ngươi mới gây ra chuyện xấu hổ đó, trưởng môn ra lệnh nghiêm cấm là môn nhân khác tiếp xúc với Thi Hịch Bang. Ngươi đã đi đến đốt phân đà của họ, người trong giang hồ sẽ bàn tán người môn phái ra như thế nào. Có chết cũng đéo đi nha anh em. Đi cái là có thêm cái ending nữa đó. Người nói chuyện giống sư phụ qua quá vậy, ta không thích đâu. Người nghe nói này, chúng ta đương nhiên không thể xông thẳng vào phân đàn của họ gây chuyện. Chắc là đứng ngoài đánh đại sứ là châm chọt hay là trộm cắp gì đó. Tôi nghi lắm. Nhìn tấm hình này. Nhìn tấm hình này là không biết ai là nhân vật chính hay nhân vật phụ luôn. Đẹp trai là coi như cái tỷ lệ đẹp trai bằng nhau đi, nó mặc đồ đẹp hơn mình tí thôi, tóc nó dài hơn tí, võ công nó cao hơn một tí, cái gì nó cũng hơn một đống nha. Nhưng nếu người một mình ung dung tự đại chạy đến quán rượu gần phân đà của chúng, người nghĩ có chuyện gì thú vị xảy ra không? Rồi nó bắt mình đi làm mồi nhử hả? Chuyện thì chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng chắc chắn là không vui đâu. Ta tuyệt đối sẽ bị đánh chết là chính. Vô lý, bọn họ ra tay trước chúng ta chỉ có thể danh chính ngôn thuận là phản kháng tự vệ thôi. Đây chỉ là một cụm va chạm nhỏ, không phải coi là liên quan đến danh tiếng của môn phái. Nó bắt mình qua đó chọc chó, xong rồi chó cắn mình thì nó sẽ đánh con chó là nó lấy quyền đó là cái quyền tự vệ. Trời ơi, không có đâu, không liên mình đi. Đó, khôn rồi đó, để sư huynh muốn dùng ta là mồi nhử à? Cái đéo. Tệ nhất, ngươi bị đấm vài cú, sau đó ta sẽ bận công đánh trả lại cho ngươi dễ hận. Đéo. Ngươi nhất định sẽ vận công chống đỡ đến lúc đó ta đánh ngươi, ngược lại tao bị gãy xương. Sư đệ, ngươi tuy đẹp trai như vậy nhưng đầu óc đệ cũng không thông minh như thế. Lũ khỉ trên núi tuy đẹp trai nhưng về trí tuệ thì không ai bằng ngươi. Sư huynh khen quá rồi đó. Bị đem so sánh với khỉ, giờ biết sao mình cai này à. Đừng lo lắng, nếu gặp tình huống nguy cấp cứ ứ ta một tiếng, ta sẽ chăm sóc ngươi. Chờ đã, ngươi không nói thật nữa à? Đương nhiên ta nghiêm túc rồi, đi thôi. Đừng, đang nấu cháo. Ôi. Rồi nó đâm đít mình ngồi nè. Cho mình lại.
Rồi, nhận lại một chút, chuyến đi này rất quan trọng. Ngươi có thể tự mình đi cái chuyện thị phi rồi bị đánh mà, sau này kéo ta xuống nước làm cái gì tìm người khác cũng được mà. Trong vòng trăm dặm không có người thứ hai nào trông dễ bắt bạc như ngươi. Rồi rồi, nói câu này mách nhục luôn. Theo ta thấy ngươi cứ chấp nhận số phận đi, bị đánh vài cái sẽ không chết đâu, không chết nhưng cũng đau. Trung dung là cái méo gì đó, tâm tương là cái méo gì đó, công nằm ngoài dự đoán, người phát huy tối đa sức kỹ năng là thu hút cừu hận, giống mấy thằng tăng cơ trong mấy game MMO phải không? Bị bao vây và ăn mấy cú trời giáng, sư huynh lập tức dẫn người đến ứng cứu. Tốt lắm sư đệ, hiện giờ nhiệm vụ duy nhất chính là ấm khí vô nhãn, đừng sơ ý mà bỏ mạng, tìm nơi nào náo loạn rồi dùng đi đi. Ta sẽ bị ngươi hại chết, đừng có quản. Thực sự có chuyện gì gọi ta một tiếng là được. Ending phải không? Ủa? Cái gì đấy? Quy đúp. Có mở Unikay không? Không. Trời ơi, ra ra đi rồi cái gì? Rồi chết tôi rồi. Lư lư nữa nhá. Chạy chạy chạy. Sắp chết rồi kìa. Đứng ở giữa nó chọi đá. Không có di chuyển được nha. Rồi hết máu rồi. Kìa, hết máu nó ra nó cứu mình thiệt. Rồi ăn đinh con mẹ luôn rồi. Sao cái tôi nó không dịch đồ này đó. Không hiểu cho lắm, không biết bấm nút nào luôn á. Ủa cái này đâu bỏ ra chứ không phải bỏ vô. Nó đấm mình kìa, nó đấm mình kìa, đấm nó. Cho mình đứng mũi chịu sào không vậy ta? Giờ làm sao? Giờ 31. Vậy là mình không có chọn theo cái lối vô nhà bếp nữa, mình đi cái chỗ khác thôi. Không biết chơi cái đoạn đó hay sao. Vô nhà bếp toan quá gặp thằng đại sư huynh khốn nạn. Rồi đi dọn cái mà sân trước đã. Dọn cái sảnh. Ông nội tam sư huynh đây. Tam sư huynh buổi sáng tốt lành, hôm nay vẫn là người dẫn dắt tập luyện à? Đúng vậy, chính là ta. Dù sao sư thúc đời trước của sư phụ đều đã chết hoặc là bị thương, lần lượt ẩn cư chủ môn lại không khỏe, công việc này đành phải giao cho chúng ta những đệ tử có vị trí cao hơn. Hôm nay đến được đại sư huynh, nhưng đến giờ hắn mới chưa về nhà. Nói cho mày động rồi, nó làm tôi chuyển sinh hai lần rồi đó. Không thực sự vất vả cho ngươi, nhưng mà cũng chẳng có ai cả đâu. Đúng rồi đó, những tân binh mà chúng ta vất vả gần đây chiêu mộ chẳng ai đến báo danh cả. Nói vậy là chuyện như đoán đỏ. Tâm sư huynh buổi sáng tốt đẹp. Đường Mặc Linh, phương danh tên tự là Mặc Linh, con gái ruột của trưởng môn. Trời ơi, con thầy vợ bạn đó. Một thiếu nữ như thú nhỏ trong rừng, tính tình lạnh nhạt, trên người đeo bảy chuỗi chuông nhưng chưa bao giờ kêu, sở thích là gấp giấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đố anh em nó nằm ở đâu á. Nhiều tuổi thì đủ 16 chưa? Chào sư muội, sáng sớm gặp nhau, muội cũng vậy, bất kể mưa gió bão bùng đều không vắng mặt. Một ngày nào thật chăm chỉ khiến người khác an tâm. Sư muội đáng yêu, nàng nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, bước chân nhẹ nhàng như không có trọng lượng, giống như bông tuyết rơi xuống thuần khiết mà lạnh lùng. Trời ơi ông nội ơi, băng thơ tán gái. Nàng tam sư huynh nó còn ngại ấy. Sư đệ, không bằng ngươi bỏ cái giỏi sang một bên, giúp tam sư huynh cổ vũ một tí đi. Thôi ta là đệ tử ngoại môn đó, bình thường ngươi tham gia cùng luyện tập có thể sẽ bị người ta nói ra nói vào. Hôm nay thì sao, ngươi xem, ngươi có thể nói chuyện phím cũng chẳng ai cả. Sư muội, muội có phiền không? Không. Ok, sư đệ đứng cạnh tiểu sư muội đi. Nhìn đã đẹp trai rồi còn muốn ra bẻ nữa. Trời ơi. Rồi bắt đầu thôi. Ngươi cùng tiểu sư muội làm xong thể dục, ánh mắt không đúng đắn của ngươi không ngừng ngó nàng. Nó móc mắt bây giờ.
cái router này có bộ ổn nha. Xếp 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 xếp, không có lạng quạng. Rồi rồi, tốt, tập thể dục đến đây được rồi. Mỗi người tự tách ra là luyện tập bài vở đi. Mặc dù là không hiểu như vậy nhưng không còn ai có thể dẫn dắt cái người đi học bài nữa. Ta tự học cũng được. Ta biết muội là sư muội nhỏ tuổi nhất trong môn, nhưng muội có tư chất thông minh, luyện công siêng năng, tuyệt học thiên địa vô thanh thế. Do trưởng môn sáng tạo cũng chỉ truyền cho mình muội mà thôi. Không chừng võ công của muội đó hơn ta rồi. Không biết. Nói ra cũng không phủ nhận à, sư huynh có chút tổn thương đó. Còn ngươi, sư đệ trước đây không có cơ hội đặc biệt quan tâm ngươi, hôm nay không có dịp độc chiếm võ đài, có muốn sư huynh cùng ngươi so chiêu vài đường, chỉ điểm cho ngươi một chút kỹ năng cơ bản không? Đừng nói em đánh chết mình thêm cái hướng dẫn hiền đinh nữa à. À, giờ mới hướng dẫn đấm nhau nè. Mặc dù không được phép của chủ môn không thủy tự ý truyền thụ võ công của môn phái, nhưng những gì ta tự lĩnh ngộ về võ học không nằm trong cái phạm vi đó, bất cập thôi. Ô, cái gì? Chiến gì? Cái gì chưa kịp đọc gì hết. Đối mặt với địch trên chiến trường giống như chơi cờ vậy, cần phải tính toán kỹ lưỡng rồi mới hành động. Trong tử binh pháp vu công thiên có công, thượng sách là công tâm, kế đến là công giao, kế đến là công binh, hạ sách là công thành. Công tâm, công giao, công binh, công thành. Nào người chửi ta đi. Lệnh mòm mép có thể làm suy yếu khí của gia địch, đồng thời khôi phục thêm khí của bản thân, và có thể ra lệnh cho tuyệt chiêu của gia địch giảm sát thương và tỷ lệ chúng. Đôi khi còn có thể chọc giận những kẻ địch mốc nảy. Cái chiêu này giống anh em chơi game online mà anh em bật chat on anh em chửi địch á, suy giảm cái nhảy khí của nó. Kẻ địch dường như đang phòng thủ. Mỏng công, đâm người, chuẩn bị ăn đòn, ấm khí, độ chính xác 74%. Mỏng công, ngươi có biết cây đao này của ta đã đâm chết bao nhiêu người rồi không? Hôm nay đao trên ta lại sẽ thêm một quen hồn, đó chính là ngươi. Đao đâu? À, không đọc thơ, không biết nói năng, sư đệ vẫn là nói tiếng người đi. Tốt lắm, chính là như vậy, khi giao đấu nên tích tụ đầy đủ rồi mới bùng nổ, đừng có mà lỗ mãng. Nhìn chừng sơ hở để thăm dò thực hư của đối thủ, làm suy yếu thể lực của hắn. Sao mà sư huynh bình tĩnh nghe không? Sư huynh cầm 4 cây đao vậy? Ta giở vờ giảng đạo lý, ngươi nhân cơ hội đó thánh bà đi. Lệnh đông người tiêu hao khí của bản thân để phát động cái tấn công, đồng thời khiến lệnh mầm ép của đối thủ mất hiệu quả. Dựa theo tính cách mỗi người cũng có trường hợp đâm đối phương chảy máu, bản thân lại thấy sợ hãi. Là sao? Khí nhịn đâu? Số 28 là cái gì? Cái này, à, giá trị tích lũy, độc tính 50 thì sẽ gây ra trạng thái trúng độc, tê liệt. Còn cái ống này trên lệch nhau 6 điểm, vậy là cái mỏng công hồi nãy mình cộng 3, ổng trừ 3 là trên 6 điểm, là cái này là cái điểm khí nè. Máu mình có 69 nè, ông đẹp này. Rồi, đâm. Ta còn đang nói chuyện sư đệ làm gì đó. Tục lắm, chính là như vậy, 25, 21. Tầm 1 có 6 đâm à. Môn phái chúng ta lấy độc dược và ám kỹ làm tuyệt kỹ. Tuy ngươi chưa từng luyện tập thân thủ ám kỹ, nhưng nếu may mắn ném chúng thì có thể là ngăn chặn hành động của đối phương một cách hiệu quả. Tiếp theo ta sẽ ra chiêu với ngươi, ngươi thử ném ám khí bắn ta xem. Đợi ám khí tiêu hao khí của bản thân, khí mình 26 để phóng ám khí khống chế đối thủ gây sát thương, cộng thêm giá trị tích lũy trạng thái bất thường hỗn nhiên và khiến lệnh mầm ép đâm người của đối phương mất hiệu lực. Ám khí 21, ghê, tốt lắm. Phòng thủ kịp thời, đừng để bị đánh trúng chỗ hiểm, lúc đối phương đang ăn máu không tấn công hắn mới là cách giải quyết tốt nhất. Ta sắp đánh đây, chuẩn bị xong chưa? Xem chiêu thức sở trường của ta đây. Mặt xếp đánh thẳng vào tim ngươi. Chú Quýnh, chẳng phải đang cầm một đống cái phi tiêu đó sao? Lấy đâu ra cái quạt xếp vậy? Ta để lộ binh khí ra ngoài để ta nhìn thấy thôi. Xét chiêu thực sự là chiếc quạt xếp giấu trong ống tay áo, đây mới gọi là ám khí. À, lệnh chuẩn bị đánh và tiêu hao khí của bản thân để bằng khí chúng đỡ có thể giảm bớt sát thương phải chịu, đồng thời vô hiệu hóa sẽ một lượng nhỏ sát thương. Nếu chúng đỡ thành công, dựa vào tính cách sẽ khôi phục một lượng khí, nhất định là phần thưởng đỡ đòn á. Ngoài ra chuẩn bị đánh có thể tăng thêm sát sức chống đỡ đối với đâm người và sát sức né tránh đối với đâm khí. Ê à, trừ 14 đó, cộng lắm. Làm sao biết khi nào cũng chuẩn bị đâm mình đó? Nếu ngươi nắm chắc phải chờ thời cơ và thi triển hết khả năng, dùng tuyệt chiêu để chế ngự địch. Tam sư huynh nói đùa rồi, tam gì có tuyệt chiêu, cùng lắm là chém mạnh một chút thôi. Còn không phải lo, cứ mạnh dạn thi triển đi, ta tiếp chiêu là được. Tuyệt chiêu là tiêu hao một lượng lớn khí luôn, thi triển đồng lộ khả năng phát động đòn tấn công cực mạnh và khiến lệnh đâm người ám khí của đối phương mất hiệu lực là sát chiêu để lật ngược tình thế. Chiêu thức tuyệt đỉnh, hết.
Hết ít rồi. Ô 445 50 kg. Không tồi, chính là như vậy. Ta luyện thêm vài chiêu nữa. Ngươi tấn công là phòng thủ mà tới đây. Mỗi khi hiệp, mỗi một hiệp hết đấu thì khí sẽ tự động hồi phục. Lượng hồi phục nhiều ít còn tùy thuộc vào tính cách. Ngoài ra lượng khí tiêu hao cho mỗi lệnh, lượng khí hồi phục khi bị thương và những lượng sử dụng từ chiêu cũng có khác biệt theo tính cách mỗi người. Chiến thuật thì cần phải linh hoạt cho tùy đối tượng. Đầu game thì võ mỏm chứ đã. Cứ tin lão tử dùng tay đâm nát trên tay người đợt hay không? Mười ba chọn luôn. Nói chuyện nè. Võ mỏm tiếp. Quân tử Phan Dung tiểu nhân lo lắng sư đệ, nếu có lòng Phan Dung thiên hạ không việc gì đáng lo. Ngược lại lúc nào cũng lo lắng sợ hãi, làm sao những cao đầu làm người. Chết. Ông sắp đánh mình đó, ông sắp đánh mình đó. Rồi luyện đây thôi. Rồi luyện đây thôi, không cho xếp game hả ông. Thôi cảm ơn Đàm Sư Huynh đã chỉ bảo, người trong số có được nhiều thành quả. Việc nhỏ, không có gì trực tiếp thể dạy dỗ võ công, nhưng thỉnh thoảng giao đấu như vậy không sao. Lần sau nếu cảm thấy bản thân tiến bộ, có thể tìm ta bất cứ lúc nào để trao đổi. Tiểu sư muội đi mất rồi, bỏ lỡ thời gian quý báu ở chung với tiểu sư muội khiến người ta vô cùng nối tiếc. Tâm tướng chừng 15. À, tâm tướng là cái này, là cái điểm tâm tình của mình đó. Không có vô nhà bếp nữa nè, khốn nạn Đại Sư Huynh. Đi qua đây rồi, nấu thuốc rồi. Tâm sư huynh có thể chết vì lao lực bất cứ lúc nào. Rồi, đi giúp ổng. Trung Dung xuống là sao đó. Quản lý môn phái thì việc rất có học thức, cần những cái là đặc biệt là những môn phái đang dần dần có bờ vực sụp đổ. Tươi với tư cách là trợ lý của Tam sư huynh đã xử lý mọi công việc cặp vặt này. Khổ. Còn có một điểm thôi. Thôi, lại vô đó cũng chết nữa. Bây giờ đi đâu cũng chết đấy á. Còn cái chỗ hái thuốc này thôi. Lỗ luyện đan này thôi. Nhị sư huynh á, trò chuyện với ổng thử này hả? Sao mà dạng như vậy? Này, ngươi làm quái gì đây, muốn chết à? Tên đơn giản là một chữ chân, đệ tử thứ hai cái trưởng môn đường môn, giỏi dùng độc dược trong việc nghiên cứu về độc dược còn hơn cả sư phụ, tâm tư kín đáo, cô độc trầm mặc, ít khi xuống núi nên danh tiếng không bằng sư huynh, được gọi là Lạnh Lùng Lan Quân. Lạnh Lùng Lan. Nói vậy thì chưa chắc nó là người xấu. Chào nhị sư huynh. Nhị sư huynh là người nắm giữ mà cái chức vụ trưởng lão trừng phạt của đường môn, dạng như là tra tấn vậy đó hả? Ai cũng phải sợ hãi hắn, nên số lượng đệ tử tình nguyện đến phòng miệng đang giúp đỡ rất ít. Rồi làm việc. Thôi, ngồi chơi ngu. Nhìn thấy mặt ngươi ta đã thấy rất khó chịu vì cái độ đẹp trai của ngươi. Qua bên kia đi, muốn làm gì thì làm. Ok. Đến giúp đỡ mà còn bị mắng chửi vô cớ, khi người cảm thấy rất là bị tổn thương. Chữ 22 nữa, nhị sư huynh cần dùng đến ngươi và dạy cho ngươi một chút. Tránh để ngươi bị làm hỏng việc, dù cẩn thận thế nào cũng không bị lại bị mắng nữa. Ai cái gì? Quy chi đường môn độc kinh lấy độc gắn xích luyện làm nền tảng là loại độc dược cơ bản dành cho người mới, độc tính mạnh nhưng không phải là không có thuốc giải. Lớn nhất là cái gì không có đọc từ chữ hả? Cái gì đấy? Không hiểu gì đó. Rồi ngày nọ sau khi luyện, ủa sao lên được 3 điểm rồi nè. Sư mũi đâu, mặc dù chỉ là bán trước cùng mọi người tập luyện quyền pháp, nhưng hoạt động gân cốt rất là thoải mái, cảm giác toàn thân cũng trở nên lợi hại hơn. Nếu tiếp tục tập luyện như vậy một ngày nữa, ngày nào đó ta sẽ trở thành đại hiệp mà thôi. Đẹp trai còn ảo tưởng nữa. Rồi mơ mộng hão huyền thôi. Bốn này thằng nào cũng đẹp trai như mảnh vậy đó, nên tính ra chắc cũng chưa có em đinh đâu. Cái vị sư huynh muốn làm gì đó mà mới bắt nạt ma cũ à, người hỏi ta.
ta mới là muốn hỏi ngươi đang làm gì ở đây. Ngươi là đệ tử ngoại môn, không làm việc đàng hoàng, đến là lén lút vào đây để tập luyện à? Đứng dậy không ai phát hiện ra hả? Đạo quy của môn phái đâu có quy định đệ tử ngoại môn không được tham gia tập luyện đâu. Ước định đó hình lệ ngươi chưa từng nghe nói sao? Được vua thua lệ làng, ngươi đã bao giờ thấy đệ tử ngoại môn nào ngang nhiên trà trộn vào đây như vậy chưa? Ngoại môn bây giờ còn có mình em anh ơi. Trước kia không có, có nhiều người không nói làm gì, bây giờ không còn đệ tử ngoại môn mà nữa, ngươi vẫn chưa biết tự giác à? Chuyện buộc vặt, chuyện mà lặt vặt trên dưới của môn phái, chẳng lẽ đều cần đến chúng ta? Đệ tử là nhất tự mình quản lý sao? Đệ tử nhập thất là sao đó? Như vậy môn phái giữ người lại nó có tác dụng gì? À, trừ 10 nó không tâm tương luôn rồi. Mới luyện công cũng được, hôm nay chúng ta mấy huynh đệ đang rảnh gọi cho người khai sáng một chút. Rồi rồi, mà mới bắt nạt ma cũ rồi, bảo lực học đường. Chú phụ, tam sư huynh ơi. Võ mỏm. Sư huynh sai rồi, ta là đệ tử ngoại môn nhưng không phải một người không. Ta giúp đỡ công việc trong môn phái đó là công sức của ta. Không nợ cái người một đồng nào, cho dù ta không làm cái người cũng không ép buộc ta. Hơn nữa môn phái đã quy định đệ tử ngoại môn không được truyền thụ tinh hoa trong bí tịch, nhưng không quy định không được tham gia tập luyện để rèn luyện thể lực. Sư huynh nói cái gì thông lệ liệu có thể làm lớn hơn môn quy của môn phái, đổ mồ hôi hộ. Thứ ba, cái sư huynh nói muốn dạy ta khai sáng đây là ý định đánh ta sao? Ta biết trong 10 điều cấm kỵ môn phái có một điều cấm cản đồng môn tương tàn. Chúng ta đã tốt bụng chỉ muốn chỉ dạy ngươi, bố công ngươi ngậm áo của người ta khóc luôn vậy. Các vị sư huynh chẳng vẻ lời quên mất là quy củ của ngoại tộc không được truyền thụ võ công của môn phái, chẳng lẽ cái ngươi còn biết võ công môn phái khác để dạy ta? Tình này hóa ra tính cách như vậy sao? Đừng nói nhảm nữa, ngươi cứ tự nhiên đi phê phan lại để ngươi đi. Ngươi tưởng rằng khiêu khích chúng ta chuyện này kết thúc à? Đừng quên cuối tháng còn kỳ thi, đến lúc đó các mặt cái sư trưởng trong môn phái là sẽ không đánh ngươi cho cốc cha gọi mẹ không? Quên mất rồi. Ngươi tuy phê phan lại lẽ nhưng trong lòng biết rõ số phận bất công này vẫn chưa thay đổi, tâm trạng buồn bã khó lòng tự kiềm chế. Quá đáng, thật sự là khốn kiếp, không cho luôn nữa. Tôi sợ chết yểu lắm, do sếp đi đàn ông báo thù 10 năm cho muộn, ta sớm muộn gì cũng cửa sạch mới hận hôm nay. Đẩy cái khuôn mặt đẹp trai nữa rồi. Nhưng ta lấy gì để báo thù đây? Họ là đệ tử nội môn của đường môn, nhập môn muộn hơn ta, thiên phú cũng là không nhất định hơn ta, chỉ vì được sư trưởng chỉ bảo võ công đã hơn ta rồi. Chỉ cần cho ta thời gian khoảng cách của ta và chúng sẽ ngày càng xa, báo thù cả đời không còn hy vọng được. Game này chơi là khô có hỏng luôn á. Lúc đi đấu chỉ sợ phải chịu thêm một phen nhục nhã, lúc đó lại còn trước mặt sư muội, ta chỉ sợ tức chết tại chỗ thôi, chứ bằng bây giờ lại nhảy xuống vực cho nó thanh thản. Ok, thật là quá đáng, tức chết ta. Cái gì đó, đẹp trai vừa vừa thôi ông nội ơi, nửa đêm rồi bắt chơi game kinh dị à? Nào đây, ngày đời thánh phương nào sao lại trong núi đường môn của ta? Nói đùa, vùng núi này có hàng trăm hàng ngàn ngọn, ai đến đây cũng tìm chỗ dựa để mà lập nhà tâm lộ. Ta nói ra từ đây từ rất lâu rồi, trước cả đường môn của ngươi, mỗi người một lời làm sao phân biệt. Ông này không chừng là ổng tu tiên trên núi này đó, cái này hình như cũng có lý đó. Ta là ai ngươi không cần biết, nãy giờ nghe ngươi nói chỉ vì ngươi bị người khác ức hiếp liền muốn tự tử. Ngày không biết chịu đựng sự bức tức này không phải là một sớm một chiều, thực sự là không còn thể chịu đựng nổi nữa. Đường môn chẳng lẽ không có sư trưởng sao? Sao ngươi không kiện cáo với trường môn trưởng thình sứ, là chắc người thi hành mấy bộ luật trong công ty á, dạng như bảo an hay là bảo vệ gì đó, hay là quản lý nhân sự á, bộ phận khác gờ. Người hiểu có rõ chứ chắc của môn phái ta mà, ta đối với đường môn có mối liên hệ sâu sắc, đừng nói đến trưởng môn đương nhiệm, ngay cả trưởng môn này trước ta cũng quen biết. Hóa ra là bậy thất để rồi, hóa ra là một tiền bối. Bạn bối nghe giọng cái tiền bối cứ tưởng là tuổi tác không lớn lắm, đừng có nịnh nữa. Lấy hình thức mà phán đoán người ta còn không được, ngươi còn lấy giọng điệu phán đoán ta, đúng là được cười, nói chuyện phím ít thôi, mau trả lời ta là được. Bởi vì điều đó vô dụng mà, trưởng môn chính kiến là người, trưởng hình sự sắc mặt cô tôi cáo trạng với họ, nỗi nhục hôm nay cũng, nỗi nhục hôm nay chắc chắn thể rửa sạch là sao. Nhưng mà kẻ thù của tiểu bối không phải là ba người đã khi dễ ta hôm nay. Đừng có nói ít nữa, nói thẳng đi. Ồ, bắt đầu chơi cái giọng tăng nữa đó. Kẻ thù thực sự của tiểu bối chính là con đường nhân gian này, nơi mà người ta chỉ chú trọng vẻ bên ngoài. Tiểu bối đẹp trai không hỉ tự cường, dù đến đâu đi chăng nữa chuyện này cũng sẽ bị lặp lại. Không nhìn ra ngươi tuy rất là đẹp trai nhưng võ công lại rất cứng cỏi, ít ra thì cũng có một tí là cốt khí. Ý ngươi là nhất định phải tự tay kích liễu bọn chúng sao? Cũng chưa chắc được. Ngươi đừng nói hùng hồn quá, tưởng chút rồi kiện cũng chưa muộn, đúng rồi đó. Rồi vẫn bối nghĩ kỹ rồi, chuyên năng luyện công thăm dò địch tình, không được thì mới đầu báo án. Ngươi đúng là kẻ hèn hạ, tốt.
Sư tử ngươi đầu óc linh hoạt, không gấu hổ hợp lý. Nhúc. Ủa sao em không nghe tiếng tâm giống gì ta? Thật à? Ý thức của tiểu bối đại hạ xin ghi nhớ, nhưng đây là chuyện nội bộ của bản môn, nghe là cũng không ổn lắm, không cần vội vàng từ chối, đảo vu cho ngươi một vài lời phiên chân thật, kết quả thế nào phải xem ngộ tính của ngươi. Nghe kỹ đây, hữu hình hữu tướng là khí, vô hình vô tướng là đạo. Lạp đạp 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 lạp, đây chẳng phải lời mở đầu của vô hình thiên trong tổng cương ám khí đường môn của chúng ta sao? Tiểu bối tiền bối cũng cùng là ai lại có thể đọc được những tổng cương ám khí đường môn chúng ta? Tổng cương ám khí nội ngoại gì cũng có một bản mà, chỉ khác là được truyền thụ tâm pháp khẩu quyết hay không mà thôi. Hơn nữa con hình luận này nói về nghe chính là trích dẫn kinh điển kiến thức nguyên bác, nói thẳng ra lấy lời người khác để chứng minh cho lý luận của mình. Quan trọng là ngươi có hiểu chưa? Tôi đọc chữ tôi còn đọc không được nữa, ông kêu tôi hiểu. Lấy lời của người khác để chứng minh cho lý luận của mình, gọi là móc họng á, kỹ năng móc họng á. Đặt là cái anh em mà có mấy thanh niên hay trả lời câu hỏi người khác bằng một cái câu hỏi nữa đó. Đương nhiên tôi hiểu rõ con hình luận có thể đọc ngược được. Trong đường môn e rằng không ai quen thuộc người ta tốt lắm, người chỉ đọc mà không hiểu, người thì đọc anh bách từng chữ nhưng đạo lý trong đó người không biết. Theo ta thấy đường môn các người cũng chẳng mấy ai định ngộ được à, là cũng không tin võ công và kiến thức của chuyên môn để sư huynh nhị sư huynh đều cao siêu như vậy. Tới nhị sư huynh à, tám sư huynh thì nó bỏ ra luôn rồi. Thằng này đệ tử ngoại môn đưa đường môn cấm truyền thụ tâm pháp khẩu quyết, đệ tử nội môn thì điều luyện võ công ở môn phái khác, đó chính là bằng chứng cho thấy họ không hiểu vong hình luận. Đừng có mà bao che ngụy biện hộ nữa. Công hình luận đạo lý võ học tối cao các thiên hạ, đọc hiểu được đạo lý đó quên đi hình thức, bất luận cái gì cầm trong tay đều có thể cho thành ám khí. Giống mà cái gì ta, tiểu lý phi đao. Chính đạo lý này lão phu hỏi người, ám khí chính là gì? Bất kể thứ gì, ám khí chẳng phải chính là cái đó sao? Cái này là cái định nghĩa cơ bản nhất, còn cái này là định nghĩa là cái gì chi tiết hơn tí, còn cái dòng này là mình không hiểu gì luôn. Tôi nghĩ là mình suy nghĩ đơn giản nhất là cái này, đúng một nửa. Người hiểu biết về ám khí quá thiên lệch, làm tầm mắt của kẻ tầm thường. Nếu người lợi gõ biết gõ lợi dụng lúc người ta không phòng bị là hành vi bỉ ổi mà vẫn cố gắng đập liền, chẳng phải là tâm thực bất chính, chưa bắt đầu luyện võ đã có ý đồ đánh lén người khác rồi à? À có lý. Cứ bị một lời nói thấu suốt bản chất mà chính mình cũng như hiểu rõ, không có cái khuôn mặt đổ bừng. Đã đường môn ám khí rồi mà không có tấn công lén thì ông chơi với ai? Từ năm à, mình không điểm này sợ méo rồi đó. Vũ khí thực sự là một thứ vô hình mơ hồ, là thứ bất ngờ ở trên trời dưới đất, trong cỏ trong cây trong nước là gió cũng có thể là giấy vệ sinh. Những lời nói ra thậm chí khuôn mặt của người cũng có thể là cái khuôn mặt của người đội đẹp trai cũng có thể là một cái vũ khí bí mật đó. Rồi hiểu. Có lý, nhưng trái tim ta bị tổn thương một cách hơi khó hiểu. Ngươi không phải là chúng vũ khí bí mật của ta rồi sao? À đúng rồi, ta nhìn hiểu một chút rồi. Đừng cố chấp vào vật chất, đừng bám víu vào bí kíp võ công. Tức là cái ông này ý nói hồi nãy mình chọn cái dòng đầu tiên á, ám khí là cái vật phóng ra làm hại người khác á, cũng là sai luôn. Ám khí chính xác là cái vũ khí gây tổn thương cho người khác theo bất kỳ hình thức nào. Nè, cái này là một cái hình thức nè. Còn thứ hai là cái mộng, nó là cái tựa game này nè, là cái biển á, ngoài hiệp chuyện á, cũng là một cái kiểu ám khí luôn. Tức là ông này ông dạy tất cả mọi thứ mình phải tận dụng để tấn công quân địch hết, từ cái độ đẹp trai cho tới cái dẻo mỏ đó. Đừng cố chấp vào vật chất, đừng bám víu vào bí kíp võ công của đường môn, hãy quên đi hình thức, còn dùng võ công các môn phái trên đời, nắm được đạo quên đi hình thức, thậm chí kiếm thương gậy kiếm quyền trưởng đều có thể cho thành vũ khí bí mật. Ngươi sử dụng chẳng phải là võ công đường môn hay sao? Biến mọi tất cả mọi thứ của phái khác thành của mình. À, vạn bối được khai sáng, được lợi rất nhiều, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lượng sao để chọi đến nay, trời ơi, hóa ra là cuối người cứu bái, không cần cảm ơn lão phu chưa dạy ngươi gì, những người diễn viên người học đều là võ công ở đường môn mà thôi, đã nhận lễ của ngươi rồi, không có tiếng tầm gì cho nó thiệt tình. Tôi mở cái nhạc ngoài lên đây. Nhưng mà đã nhận lễ của ngươi, lão phu cũng không để ngươi thiệt thòi, ta tặng thêm cho ngươi một bộ bí kíp, dù sao cũng là sách gác, hàng gác của cao nhân thì thôi, mấy anh đây mà có xếp ổn. Ôi ơi,
Để mở vài bài nhạc lên nghe. Ổ cứng sắp hư rồi, mở nó không dậy nổi luôn. Rồi. Nhỏ hơn 25 nha, nhỏ hơn hoặc bằng 25 nha. 99. Không, tôi thích đọc là sử thế giới. Số 4 là gì? Đừng có nói là cái số lần mình, số lần ghi gôn của mình nha. Kim chung cháo là nó ngon không ta? Thử thử lần nữa. 6 đó. Cái gì đây? Đây là bí kíp của Ngâm Sao, nhìn thế nào cũng giống như một cuốn nhật ký vậy à. Nhật ký nửa đời trước của một trong 6 vị Pháp Vương Ma Giáo, Pháp Vương Tu La Đạo. Tiền bối, làm sao ngươi có thể chứa một cái loại tà giáo như này? Chẳng lẽ mua sạp hàng ven đường với giá 100 văn, tà hay không tà cũng từng gọi kết luận, đọc như tiểu thuyết cũng khá thú vị, ngươi không tò mò à? Cũng được, địch chiến huyết thư như vậy cũng không vội vàng đi chết chứ, người chết cũng chẳng muốn làm việc gì, nhưng chết trước mặt ta thì không ổn đâu. Nếu người muốn muốn chết lần sau chọn nơi khác, ổng vô nhất định không ngăn cản ngươi. Đi đây, tạm biệt tiền bối, ân tình hôm nay định sẽ báo đáp. Báo đáp, ông này ổng ăn mặc như một cái ninja Nhật Bản thiệt đó. Không cần đa lễ, cứ là nhận mãi sau này cũng không gặp lại đâu. Nếu ngươi muốn biết ơn thì đừng nói chuyện gặp đạo phu đêm nay cho ai biết. Tương lai bổ công đại thành chiếu cố đường môn là được. Ồ, kỳ ngộ hôm nay chính là bước ngoặt thay đổi vận mệnh của ta. Ta không cần phải con nề thủ pháp ám khí tâm pháp với đường môn nữa. Điểm bố trường thì không tiện, ta đến sau núi luyện công học chậm võ công môn phái khác, học lỏm tinh tí biến thành của mình. Xếp 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 đã đẹp trai rồi mà còn được là trời ưu đãi như thế này nữa, bây giờ vô đây thì chết rồi ta. Xếp rồi không có sợ gì hết, chuẩn bị bữa sáng. Có nhạc rồi này, nãy đọc rồi, tạm thời kiếp luôn nha. Rồi không chừng nó lôi mình đi nữa đó. Đừng nói cái này được cái hành tinh nha, sợ quá chết á. Cay, tao cay mày lắm mày. Bây giờ muốn ăn ngay lập tức là chỉ có gói thuốc sổ cực mạnh trong tay tao thôi. Quỳnh có muốn ăn không? Khắp nơi thiên hạ này có thể vô sỉ hơn cái mặt của ngươi, chỉ có cái miệng của ngươi thôi. Quả là người đàn ông mà tao ngưỡng mộ. Bị người khác mắng chửi còn vui vẻ như vậy, chẳng lẽ đại sư huynh là loại người là thích bị là bắt nạt sao? Gọi là kèo dưới á. Cái này gọi là cái gì ta? Đúng vậy, tao nói về sư đệ ngày đầu đó đường môn mà phá sản sập tiệm, không bằng tao và ngươi kết hợp với nhau đi khắp nơi hành nghề xem tướng kiếm sống như thế nào. Thân là đệ tử của đại đường môn, nói ra những lời như vậy không ổn chút nào đâu. Không sai, đây chỉ có tao và ngươi, nếu bị trưởng môn trách phạt ta sẽ lập tức biết ai phản bội ta. Trước khi ngươi chi cứu trách nhiệm ngăn cái miệng của chính mình không phải tốt hơn à? Sư đệ nghe tao nói này, sao vậy? Hôm qua tao định đi đánh rồi, có cách nào không đi được không? Chửi đờ mờ thì ngươi thôi, dù sao tao cũng không tin ngươi, thiên hạ người cũng chẳng ai tin lời ngươi nói đâu. Rồi, cái câu này nãy đọc rồi, hồi nãy tôi chọn là hồi hay nói, bây giờ tôi chửi nó luôn. Cũng bị FD á. Nó hứa mình không chết mà nãy mình chết hoài đúng không á. Thì xong chơi, trời cái đoạn này xong. ZXC là cái méo gì đâu không biết nào. À, trời nó di chuyển bằng cái phím mũi tên cho bằng phím bà đó chạy. Đẹp trai của bạn cái hàng. Hồi cái quy thì mình chạy lại mình chọn nó cái. Xin lỗi đại sư huynh hồi nãy không biết.
Ủa, đi lụm tiền. Thôi. Rồi, lụm không kịp rồi. Giờ di chuyển bằng nút đúp ao cái phía mũi tên mà nó khó đi dữ thiệt á. Giới hạn tối đa doanh xuất sắc cơ bản của người là 410, chiến thắng cực kỳ vang dội luôn. Ủa? Giới hạn tối đa 410, vậy là cái chỉ số càng cao càng tốt hả? Hồi nãy tôi đấy cái kia là 25 là nó có tốt hay không? Mặc dù là tao nghĩ ra nhưng đánh những bên tên mới vào bang không biết võ công, chỉ biết ném đá lung tung cũng khiến là lương tâm tao nhói đầu đó. Xin lỗi sư huynh, hình như người đã đến một chuyện khiến người ta khó lòng quên. Người vừa nói có lương tâm, cứ can đảm nhìn thẳng vào mặt ta và nói lại lần nữa không? Cảnh giác lương tâm hả sư huynh? Rồi vất vả rồi sư đệ, hôm nay sư huynh đệ chúng ta cùng ra tay đánh bại quy thế của phi hạch bang. Người lập công lớn, bởi thuốc nào? Và sạch máu, lúc phi tiêu viêm trên đỉnh đầu. Đó, đẹp trai lên liền, áo hơi gắt tí thôi, còn... Ủa này anh chuột mà. Sau cái chuyện đó, nhân lúc náo loạn ta nhặt được kha khá tiền, những tên trong phi bạch bang quả thật là túi tiền cũng không nhiều cho lắm. Đó không phải ngẫu nhiên mà là tác phẩm của ta. Ta thường lúc chuyển môn không để ý, lén sửa nó bí tịch môn phái, khiến đệ tử môn phái khi ném ám khí nhắm thẳng vào túi tiền của người ta mà bắn. Trời ơi thằng này, ngươi quả nhiên là thiên tài. Không có dễ gì, số tiền này ngươi giữ cẩn thận, đừng nộp cho phòng thu, tránh bị người ta nghi ngờ. Đây là tiền xương máu của ta. Do bọn họ ra tay trước lý đẻ ở bên họ. Ta đoán phi hạch bang cũng không có mặt mũi nào đến cửa mà đến đây để lý luận ở đâu. Thiệt tội này chỉ có thể nuốt vào bụng mà thôi. Mọi chuyện nên ông nằm trong kế hoạch của ngươi phải không? Sư đệ nghỉ ngơi sớm, ngày khác thân thú hai huynh đệ chúng ta để đến phân đà khác làm trò này một lần nữa. Làm nữa hả? Đúng rồi, cái này cho ngươi. Gì đây? Gì mà nhìn phản cái gì? Ném đá hỏi trời. Chủ môn quy định ngoại môn không được luyện tập tâm pháp tiến giai của môn pháp, nhưng lại không cấm nghiên cứu võ công ở những nơi khác. Người căn bản quá kém, sợ lát nữa ta không trông chừng người, người sẽ bị đá chết. Quyển bí tịch này ta lén lấy ở trong lòng ngực của đám người phi hạch bang, người hứng thú thì có thể đọc thử. Ok, tính ra thằng này nó quậy thôi chứ nó không có ác gì lắm. Hồi nãy tôi chơi ngu, tôi không biết di chuyển bằng nút đúp ASD. Bây giờ chứ đựng hả? Ơi ơi, chứ đựng là nó luôn. Ủa không phải. Ôi xương mũi, xương mũi đẹp dễ thương. 2D là sao ta? 1 trừ là sao? Không hiểu cái này cho lắm. Tôi nghĩ là càng cao càng tốt quá. Đường bố y. Ủa đường danh, đường à, cái này đường tăng, cái này đường chanh, đường mặt linh, có đường phèn không? À cái này là kể về cái mà nhật ký của mình đi. Học 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 sao? Học sao ta? Cái cuốn nhật ký của mình, nhật ký mà đi làm giấy cho đất luôn. Cái này nó có cấp bậc hay là cái gì không? Không biết là nhật ký hay là cái gì không? Lên được 11 nè. Đó, lên 3 điểm luôn nè. Hồi nãy tôi nhớ 37 phải không ta? Đạo đức của mình hơi bị xuống cấp rồi đó nghe. Tính tình cũng hơi nóng nảy quá. Đối nhân xử thế vẫn ổn, tư dưỡng tâm tính thì cũng ổn. Nhưng bây giờ làm sao mà học được mấy cái bí kíp đó? Tức là lên đây mình lên đường tí tâm tính không? Miệng lưỡi tụng tí thể lực chư một. Người thanh tâm tỉnh tọa, phòng tưởng thiên ngoại chỉ là không biết có phải ảo giác hay không, nhưng hôm nay hương đốt có mùi vị dường như không giống khiến người toàn thân tê dại. Tựa hồ khung xương cũng sắp tan rã. À không có sự kiện gì hết. Tới đâu nào nó thuốc mình. Đi gàng hết rồi, nãy giờ chưa có vô gàng.
Trời ơi, đẹp trai gì vừa không nổi ơi nữa để mày chơi chơi game mà kinh dị là tôi nghĩ nữa ha. Ngươi theo bản đồ trong tổng tương ám thí đường môn, kết hợp kinh nghiệm bản thân, rèn ra những cái vật dụng sắt có chất lượng tốt ở trong môi trường nóng bức quen rồi, nghiễm nhiên cũng miễn chút hơi lửa nóng, tính nóng hơn một chút. Cái gì đấy? 8 trên 8. À, lạm phát là tốn 50 tiền mình à. Trả lại 5 điểm rèn, cấp độ 2 trang bị. Không hiểu gì hết, không biết cái này là nó xài sao á. Tốn ở trên của tôi điểm rồi. Không đủ điều kiện gì hết, không biết xài sao. Ủa, sao lên 3 điểm luôn hả? Đi ghé ông Tam sư huynh tí à. Dung dung tụng tí thôi. Xếp được không? Chào tiểu sư muội, chào buổi sáng. Rồi rồi. Đi đến chính tâm đường chứ hôm nay ngủ quá giờ sợ chuyên môn đánh đó mà. Cố lên tiểu sư muội. Trời. Rồi ơi, gặp gái nên nó lên trăm điểm tính tình luôn. Gặp được tiểu sư muội là trạng thái của ta sẽ tốt lên rất nhiều. Rồi, hồi nãy nữa, đừng có mở cửa sổ nữa nha. Rồi rồi. Thầy chết. Tôi nghĩ nghĩ rồi. Nhạc nghe hay phết đó chứ. Hồi nãy mình đi đây rồi phải không? Bây giờ vô nhà bếp lần nữa đi. Rồi, xong rồi ăn trưa. Sáng nay giặt quần áo, phơi quần áo, dọn dẹp phòng đệ tử, gánh nước, nấu cơm một chút thời gian trước khi dùng bữa. Ngươi muốn rửa mặt cho tỉnh táo không? Chiều nay phải đi gánh củi, nếu không thì phòng luyện đan sứ ngắn gàng cũng không có dùng được. Nhanh tay, trời làm như cu ly đó. Đến tối thì thắp ngọn nến, mà dùng ám khí trong vòng. Hiện tại là môn nhân tí ít, nhưng ám khí do tiền nhân để lại không ít, chuẩn bị ghi xét đến tiếc. Những công việc vặt vãnh này dường như làm không bao giờ xong cả, lúc này tiếng bước chân vang lên. Đó. 4. Trưởng môn nhân. Tốt lành gì không đây? Đường trung linh, đường trung tình. Cương trực, ghét cái ác, liệt vào danh sách 10 cao thủ võ lâm. Sau khi bước vào tuổi trung niên, thân thể không còn như xưa. Phi yến lưu tinh linh trở thành tuyệt kỹ. Chủ môn cho ngày đến đây, hôm nay dậy sớm tinh thần khá tốt, muốn đi dạo môn phái thấy mùi thơm ghé qua. Hiện tại đệ tử ngoại môn với mình ngươi đảm nhiệm hết mọi việc trong tâm môn rất là vất vả phải không? Thôi dễ mỏ anh tí, ta quê nông thôn làm ruộng cực khổ riết là quen rồi, tâm tính kiên cường rất là hiếm có. Ây da nhục, biết gì nãy nói thẳng luôn rồi. Đâu có mà chơi cái trò nịnh thoát như thế này đâu. Nếu một mình bận rộn không kể xiết thì có thể gọi sư huynh của người đến giúp. Ta sẽ sai bảo họ, người chỉ cần hết lòng là được, không cần cố gắng, hiểu chưa? Ok. Đi dạo một lúc ta hơi mệt, bữa trưa muốn ăn, đến chiều mới tỉnh được. Chuyển môn thông thả. Tính ra ông cũng tốt với mình tí. Không ngờ chuyển môn quan tâm ra như vậy, chắc còn là cũng là gã tiểu sư muội thôi mà. Ôi ông nội ơi. Ông bình tĩnh dùm cái. Tuy nhiên nếu vậy ta không còn phải bận rộn ngày đêm nữa, quá mệt mỏi tinh thần quể quải, dễ mắc lỗi, tâm trạng bồn chồn không yên. Không biết cái nãy gặp ông trưởng môn thì mình gặp cái người nào khác thì nó có khác biệt gì không ta? Gặp đại sư huynh thì mệt nữa, cái ông nội đó tối ngày đi đánh đấm mà. Không không không, vô vô phòng sư muội nữa. Thôi đi gặp thằng nhị sư huynh đi. Hồi nãy mình chào hỏi nó rồi, bây giờ mình luyện chế đang dược hay là làm gì đó. Trung dung tiếp tục là sao? Luyện đan mình lại lên nè. Không hiểu.
Chắc bây giờ chưa có mở được mấy tính năng rồi đâu. Hôm nay họp mặt đại gia đình của Đồng Môn hàng tháng. Vào ngày này trưởng môn sẽ triệu tập các trưởng lão trong môn phái, các vị là trưởng lệnh sứ cùng tụ tập ở chính tâm đường. Những đệ tử khác thì được nghỉ một ngày sau khi được đánh giá. Đệ tử ngoại môn thì đệ tử là nhập thất là nội môn có thâm niên nhất trong cùng phòng đánh giá đóng góp hàng tháng. Đệ tử ngoại môn nghe lệnh mau tập học, có mình thôi hả? Đệ tử ngoại môn chỉ còn lại mỗi người nhưng quy củ không thể bỏ, người đừng trách sư huynh và cậu hữu. Rồi, cống hiến của người trong tháng này là DS9930301006. Sư đệ vất vả cho ngươi rồi, lúc này trong môn phái chỉ có mình người đệ tử ngoại môn, vậy mà vẫn có thể xử lý ổn thỏa mọi công việc như vậy. Mọi người thường ngày thì tuy không nói ra nhưng rất là biết ơn của ngươi đó, cảm ơn sư huynh khen ngợi. Cố gắng nhé, thì mọi người cũng trở thành đệ tử chân truyền nội môn. Chúng ta luyện võ làm nghệ danh sư môn. Từ đó đến đâu hay đến đó, mấy lời sáo rỗng này cũng chán chết thì được. Nào uống rượu thì đánh vài chén rủ nhau nhậu nha, sư huynh. Thôi. Hướng tâm lên 57 rồi sao? Sao tự nhiên cái mà cuộc đời mình nó màu hồng quá vậy? Con game này tôi không có nghĩ nó màu hồng đâu. Đâu điểm mình khá cao mà, vô đây thôi. Không tu luyện đi. Cái kia tôi nghĩ là nó lên cái tâm tướng gì thôi. Miệng lưỡi mình tục quá nghe không được rồi. Miệng lưỡi mình muốn lên miệng lưỡi hay gì? Muốn lên miệng lưỡi thì làm sao ta? Đá banh hả? Rồi rồi. Đại sư huynh khi đang tập luyện bỗng nghe nảy ra ý tưởng dẫn chơi nhân đá cầu lực tự do một mình đấu với tất cả các người. Đại sư huynh có võ công thân pháp cao cường nhưng vì tiểu sư muội tham gia cuối cùng thì vẫn thua, biết nhường gái thì cũng tốt đó. Đó tiểu sư muội này à. Hôm nay đến lượt sư tỷ trực bếp, vì lý do sức khỏe không tốt nhờ sư muội thay thế, nàng đâu biết nấu ăn nhưng lại rất ngoan ngoãn nghe lời, nghe theo sự sai bảo của ngươi. Người một đệ tử ngoại môn dám sai bảo tiểu thư của trưởng môn làm việc, mọi người một lòng căm hận ngươi, nhưng mà tâm tướng của mình phải lên chứ. Ủa rồi đi giúp ông Tam ơi. Đi làm việc giúp mà thể lực lại bị giảm. Cái gàng này thì thôi không biết. Rồi đi nấu ăn thôi. Hướng tâm là cái méo gì? Ôi ơi. Trời ơi. Tăng cái 6 người luôn. Này là chưa gặp mặt nè. Nờ quét dọn. Chung dung sao mà phục dưới vậy ta? Công việc công võ trường rất nhàm chán nhưng ai đó vẫn phải làm mà thôi. Người nhổ cỏ dại lấp đất cho những viên gạch vụn đau chùi những vết mồ hôi võ trường để tránh ai đó bị trực ngã. Sự cống hiến của người được mọi người công nhận. Cái gì nữa đây? Thôi lui rồi lui. Hôm nay bà tình khốn đó nhất định sẽ chủ động xin làm đối thủ với ta, đến lúc đó ta sẽ liều mạng với các người. Hả? Bảy đại sư huynh là sao? Rồi hôm nay ta là đại sư huynh của các ngươi, thời tiết đẹp ta muốn đổi đề thi, mọi người không có đánh nữa, đến suối nhỏ phía sau núi dùng ám khí bắt cá, ai không bắt được cá không đạt. Dĩ nhiên là không được rồi sư huynh, người đừng có làm lộn chủ môn tức giận đó. Được rồi, các ngươi mau chóng giải quyết, tranh thủ thời gian còn sớm có thể đi bắt cá, đánh xong rồi ta đi chuẩn bị nước sốt nướng cá đây. Sư huynh phải có người giám sát chứ. Lời nói của sư huynh khiến tất cả mọi người mất hết tinh thần chiến đấu. Các đệ tử hai người một cặp bắt đầu phân giải chiêu thức, trình diễn tiến bộ võ công của bản thân, dò và quan sát từ người đánh giá chỉ điểm, cuối cùng cũng đến lượt ngươi. Bình tĩnh, đừng căng thẳng, tệ nhất là thua cũng không phải một hai lần, muốn sống cái nào sống cái đó, không gì to tát. Hí hí, lần này ta sẽ chỉnh cho ngươi không dám vác mặt lên thao trường nữa.
Máu là nhiều, hồi máu là nhiều. 100. Mày biết bố mày là ai không? Cái đấm mày luôn. Né rồi bạn xong mình, bạn xong với mình rồi. Gì? Nó chuẩn bị đánh mình đó. Cái điên kích này là sao đó? Nó chuẩn bị tấn công, nó chuẩn bị tấn công. Bạn công ai, bạn công ai, bạn công ai gì? Nó cũng không có công nữa ta. Thủ, thủ đến chết luôn. Tôi đừng có nhìn ta nữa được không? Cái bản mặt của ngươi rất là khiến ta là ganh ghét. Đâm không trúng hả ta? Máu mình xem máu của nó nên chửi. Ê dạ. Mày gục kịch, mày gục kịch với ai? Mày gục kịch nè. Ôi ôi, con mũi. Nó đang thủ á, thì mình cứ bỏ mỏm, mình chơi đồn tâm lý nó. Còn là nó nóng máu lên rồi, sợ rồi chứ gì. Ta thắng rồi, cái người thắng chưa, ta thắng rồi. Sao lại ta lại có thể thua một đinh đệ tử ngoại môn như ngươi được? Chiến thắng của ngươi nằm ngoài dự đoán tất cả mọi người. Một thời gian mọi người bàn tán xôn xao, không mới tin vào sự thật trước mắt. Của Hương Tâm 54 là sao vậy ta? Tên đó bình thường vinh báo lắm, sao lại thua một đệ tử ngoại môn? Khóa ra con hổ giấy đẹp mã mà vô dụng. Ba người đó thường xuyên bắt nạt tân binh, kết quả là chính bản thân yếu kém của chúng như vậy. Lần sau chúng nó còn vinh báo, ta sẽ cho chúng nó ăn vài cái bạc tay nữa. Người nhớ đó. Ba anh em á, ba anh em siêu nhân á. Đừng nói nữa đi thôi, mọi người đang nhìn ta kìa. Tốt, tốt. Sư đệ, người muốn phát biển biểu là cảm tưởng chiến thắng không? Rồi. Sủa luôn, lên sủa luôn. Hôm nay may mắn thắng được nửa chiêu đều phải cảm tạ cha mẹ chính thành đơn dưỡng dục cùng với xung môn ngồi dưỡng quan trọng nhất. Đấy. Đừng có mà làm loạn. Thằng này em chừng nó biết nó mới bịt mỏm mình đó. Chúc mừng, ngươi được vào môn phái hôm nay, còn phải xem chuẩn môn nói sao, ta tặng ngươi cái này làm phần thưởng. Gì đấy? Cây mía. Đúng là hoa đường đi. Đúng là hội đường nó cho mình cây mía, từ cây mía có thể tạo ra đường. Trời ơi. Sư đệ thật là giỏi, không ai chỉ dạy ngươi luyện công mà vẫn chiến thắng. Lần này ta thật sự phải nhìn ngươi bằng con mắt khác rồi. Đẹp trai, ngưỡng mộ. Thì cái thứ thời khác võ công của môn phái nhưng lại có vẻ giống với võ công của môn nha phái nữa. Dù sao ngươi tự mình lĩnh ngộ chiêu thức hay kỳ quái thì cũng không sao, không có đâu tất cả các ngươi nói đâu. Lần này chuyển vào nội môn thì chắc không vấn đề gì rồi. Một khi ngươi vào được nội môn thì sẽ trở thành cái họ đường, lúc đó từ sửa lại những tư thế kỳ quái của ngươi là được. Hy vọng như vậy. Tôi nghĩ là bây giờ khúc này á, nếu như tôi là cái ông dev game á, tôi sẽ cho làm cái biến cố rồi đó luôn. Đang cái lúc mà cao trào thì đương nhiên là phải có biến cố rồi. Cũng đúng, chúng ta gọi như sư đệ nhưng thực ra ngươi còn thâm niên, còn cả chúng ta là những người cùng phòng. Khi ngươi lên chức đừng quên gọi chúng ta là sư huynh hay sư đệ đây. Lại ba anh em siêu nhân rồi đó. Làm gì mà chen chúc một đống cái chánh đường chúng ta đi.
Nói chuyện tử tế không giữ cái gì, muốn ngang ngược thì chúng ta cũng ba người nghiễm đông yếp điếu, ra ngoài đánh một trận đi, ba chơi ba chơi sướng. Bà Tần Sư Huynh đó là mưa làm gió không vừa mắt rồi. Thôi mình đi Dĩ Hòa Vi Quý đi, ở trên nó có cái hình nốt nhạc nè, tôi nghĩ là nó phiên mình nên chọn á, nhưng ở dưới Dĩ Hòa Vi Quý đi. Ừ đúng rồi, đã xít nữa ta cũng hay trở thành một kẻ hèn hạ như bọn họ rồi. Trời, tăng mạnh luôn. Dung dung lại tục là sao? Mình tốt lành gì mà. Ai vậy? Ta chưa nghe tiếng gõ phòng đệ tử. Trời ơi gái gái. Anh đến đây tử sư muội ơi, chào em. Sư huynh, Tam sư huynh muốn ta nhắn cho ngươi một chuyện đi. Trời ơi, biết lắm mà. Đưa con bé này ra để nói chuyện an ủi của mình. Trưởng môn không khỏe nên chưa có vào nội môn được. À trừ 10, trừ 10, trừ 10. Tiểu sư muội mới làm gì đó, an ủi. Đó, tiểu sư muội dường như muốn dùng cách của nàng an ủi ngươi, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ về lưng ngươi. Đó, quyết định này hôm nay là vợ mình, không có còn bao lâu nữa đâu. Lỡ rồi. Lỡ làm nũng thêm cái nữa đi. Ngây thơ quá à, tính mình luôn kìa. Tiểu sư muội yên lặng và chăm chú bảo vệ lưng ngươi, như thể tin rằng điều đó thực sự có hiệu quả, tập trung không hề quan tâm, hy vọng ngươi vì thế mà sẽ được giải thoát. Không buồn nữa sao? Hết rồi, không buồn nữa, cảm ơn muội. Ta đi đây, ngủ ngon. Mặc dù nói không thất vọng là không thể, nhưng dường như được cảm thấy điều đó nằm trong dự đoán. Đúng rồi đó. Sếp, anh em chơi á, con game này á thì nó có rất nhiều lựa chọn luôn, không chỉ chủ động thôi mà còn bị động nữa nha. Như hồi nãy là tôi quay xí ngầu á, là nếu như anh em quay mà ra cái mấy cái mục khác thì chắc chắn là sẽ có cái gì đó thay đổi. Nên tính ra thì con game này anh em chơi là mỗi người chơi gần như một cái tiếng giao tư khác nhau, nó dạng ghẻ nhánh rất là nhiều luôn, nên không có ai giống ai đâu. Thành ra mình có thể chơi đi chơi lại cũng khá nhiều lần, mình có thể xem người khác chơi rồi mình chơi thêm cũng được. Tôi thì chơi hơi trễ nên anh em nào hứng thú con game này chắc cũng chơi hết rồi. Nhận được một xiên huấn luyện thôi, tăng cả 5 cái luôn. Rồi để đi nấu ăn cho mấy cụ. Thằng mập này gặp hồi nào đó? Chưa gặp, chưa gặp. Cứ mỗi lần ghê ghê vô đó là tôi thấy hiu hiu à. 97 công hiến này, thử cái trên này cái rồi. Chết từ tục một đống luôn, thế ông sai lầm chưa? Rồi cái này nãy là trọng điểm công hiến. Lần trước hình như mình có năm mấy à. À vậy là mỗi tháng mình tối thiểu phải có 50 cái độ cống hiến mới được. Nhưng mà bây giờ là qua thời gian bao lâu rồi ta? Thao là sao? À chữ A hình như là skip qua luôn á. Cuối cùng hết ngày rồi. Mệt mỏi quá, phòng ngủ không có ai, không lẽ họ đi ăn khuya bỏ ta lại đây. Đây nè, đây nè. Đường Duy Nguyên, sư đệ ở đây làm ta tìm muốn mỏi mắt. Tứ sư huynh, à ông này là tứ đây, vậy là đủ bộ bốn luôn rồi đó, với con gái trưởng môn đó là năm. Đường Di Nguyên, đệ tử ruột của trưởng môn Đường Môn, được giao nhiệm vụ đi lại giữa núi và chân núi để mà buôn bán thuốc, mua sắm nhu yếu phẩm rất vui vẻ. Nó vận động nhiều như vậy mà nó còn tròn cho con như thế này đúng không? Thằng này là dạng nó tuồn hàng ra, nó bán cho mình với giá cao để kiếm lời nè, có gì ngon không giờ? Ủa sao còn có nhầm tiền hả? Chẳng lẽ là chuyện đó không phải đâu. Rồi chỉ là nhặt được cái cuốn đó thôi,
Tâm sư huynh mà không chi cứu ngươi thì cũng không có chuyện gì, đừng lo. Lần triệu tập này chắc chắn không liên quan chuyện này đâu, đến trung tâm chính đường đi. Cái nãy là không biết nó ngẫu nhiên thì có lợi lộc lại lãi gì không? Sao nhiều người vậy? Ngươi còn chưa nói à? Lệnh triệu tập thôi, lần này hội nghị đường môn phá lệ triệu tập đồng bộ đi tử hẳn là trưởng môn có việc trọng đại còn không báo. Đúng rồi, ngươi yên đây là được, tao phải vào chỗ ngồi rồi. Hội nghị đường môn tán đã nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên tao tham gia đó. Mọi người đều đến rồi à? Chỉ có vài người này thôi sao? Còn có 6 thằng à? Trưởng môn trừ đại sư huynh ra bao gồm cả đệ tử ngoại môn đều đã đến đầy đủ. Gã nghịch cử, gã nghịch tử kia là đi lang thang đâu rồi? Không phải đã nói rồi sao? Lần này chưa lập tông bộ đệ tử môn phái, chẳng lẽ lời ta như gió thổi mây bay? Trưởng môn bớt giận, đại sư huynh thành tự không theo khuôn phép nhưng luôn kinh sợ trưởng môn. Nếu không có việc quan trọng thì tự nhiên sẽ không dám vô cớ bắn mặt đâu. Phạm thượng uy nghiêm với trưởng môn, tài là có lý do. Rồi muốn trách phạt thì hãy để hắn giải thích tí. Hắn ở Hoa Nguyệt lâu rồi, xong luôn. Ông Tam sư huynh này đúng là ông khổ thiệt á. Hoa Nguyệt lâu là một môn phái như thế nào ta chưa từng nghe nói. Cái đó còn em một môn phái đâu, nó là đầu xanh chỉ viện á. Tỷ sư muội bịch ta lại. Sao tỷ sư muội không đáng đến yêu chết đi được? Ta đến là đồng môn chính gì mà mỗi ngày có thể gặp nàng một lần. Chỉ là nhìn thấy nàng như vậy mọi mệt nhọc tích tỷ từ đêm qua đến giờ điều đó tan biến. Cho ta thấy ám khí mạnh nhất của đường môn không phải là phi yêu lưu tinh độc môn của chúng môn, mà chính là tiểu sư muội. Nàng hoàn toàn có thể dùng sức mạnh đáng yêu để giết người, khiến trái tim ta ngừng đập, mỗi công cao cường cũng không thể phòng bị. Trời ơi, ông tán gái dữ thiệt. Không phải tu luyện ánh mắt lại, nếu tiếp tục ta sẽ chết vì yêu mà nổi. Hoa Nguyệt lâu là nơi nào? Cập bộ lý một vải lúc ta nguy nan, tên đồ đệ bất hiếu lại vui chơi ở chốn thanh lâu, ta tức chết mất. Chúng môn bình tĩnh, giữ gìn sức khỏe là chính. Bổ bổ nữa này. Cha không tức giận nữa, vậy thì tốt. Con bé này nó nhỏ nhỏ dễ thương ha. Hôm nay triệu tập cái người đến đây mục đích không gì khác là chắc mọi người cũng hiểu rõ rồi. Ta đi thẳng vấn đề, tôi mới chơi game tôi có biết gì đâu mà hiểu. Biết bốn chữ là chính đại quang minh. Người ngoài thường khinh thường đường môn ta dùng ám khí độc trừ thủ đoạn bị ổi tàn nhẫn, cái ngươi nghĩ sao? Hồi nãy tôi cũng nói cái câu đấy vàng vậy luôn á, nhưng mà mỗi người mỗi cách chiến đấu thì đâu có phán định được. Không đáng đi cười. Thằng nhị sư huynh thì đúng cái kiểu mà chuyên gia nghiên cứu rồi đó, nó không có màng sự đời cho lắm. Nên nó nói cái gì là chính kiến, cái đó là đi thẳng vào trọng tâm luôn. Ông Tam sư huynh này thì ổng chuyên gia vùng vo vỏ vẻ, còn thằng đại sư huynh khỏi nói rồi, nó nhõng nhõng đi chơi mà. Thằng tứ thì mình mới gặp một lần à, chưa biết nó ra làm sao. Thằng bốn á, thật là quan ức, chúng ta khi nào âm thầm ngẫm ngại người khác, cho dù muốn đánh nhau phải công khai đưa thư chiến. Nó bậy, đau thương vậy kiếm của con nhất định là người sử sự cao thượng hơn. Cái người nói cơ hợp với ta, vũ khí bí mật nói cho cùng cũng chỉ là một loại binh khí, không khác gì đau kiếm. Hút độc ti độc chung vẫn có hút chảy hơi cứu, cho với một cái đao xuống không có chỗ xoay chuyển của đao kiếm thì nhân hậu hơn. Binh khí vốn dĩ không phân biệt thiện ác, tùy người sử dụng chính tà. Năm đó ta còn chưa kế nghiệm nhiệm cái chức chủ môn này, tâm tính thì nóng nảy không thể dung thứ, nhưng là lẽ khó nghe khi mà đường môn bị hạ thấp danh tiếng một khi ai nói xúc phạm đường môn. Dù là ngàn dặm xa thôi, ta vẫn sẽ cầm cờ đường môn đi hạ chiến thư. Không biết là may mắn hay bất hạnh, cho đến nay vẫn chưa từng một lần thất bại, cũng vì thế mà đã đắc tội hết những người có thể đắc tội trong giang hồ. Bây giờ già rồi, nghĩ lại thấy mình sai nhiều hơn. Hỏi ra hắn đang tự mà kiểm điểm bản thân. Bây giờ đã già, nhất là sau khi mắc phải căn bệnh này, thân thể nó không còn như xưa. Bên môn phái chảy qua các cao thủ môn phái lớn như vậy, không động điểm thư lần lượt với chiến thư, nguyên khí tổn thương nặng này, chuyện đó cũng là nợ cũ của tổ tiên đường môn chúng ta phải trả. Bây giờ bắt mình đi trả nợ cho ông á. Ông vậy cái thời trẻ ông vậy rồi, bây giờ ông về già cái bắt sắp nhỏ nó trả nợ. Ngay cả một số bang phái lớn nhỏ cũng không có mà lưu tâm, muốn hết tay trên, muốn gạt đường môn ta. Để ta trẻ hơn 30 tuổi thì ta sẽ dọn hết một lượt. Bây giờ dù muốn không chịu già đi nghe gần cũng không được. Chần chừ không giao lại lên bài trưởng môn, lịch sử lâu đời của đường môn sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy hoại trong tương lai lão già này. Ông đưa cho thằng đại sư huynh thì còn mệt nữa. Tôi nghĩ tốt nhất là đưa cho thằng nhị thì cũng khó nữa. Thằng nhị thì nó chỉ làm việc thôi, nó không có mưu mô, không có sâu xa gì hết. Ông lão tam thì ổng đơn giản quá. Ông lão tam thì ổng cũng là dạng người làm việc á, ổng thì chuyên về quản sự hơn là chính sự. Tính ra đường môn bây giờ mình là trưởng môn là hợp nhất. Rồi các ngươi cần một trưởng môn mới, đứng lên kêu gọi dẫn dắt môn phái khôi phục uy danh. Trưởng môn muốn thoái vị sao? Thật bất ngờ, không biết trưởng môn có ý truyền ngôi cho ai. Đại sư huynh từ nhỏ theo trưởng môn, nhập môn lâu nhất, võ công cao nhất, nói hắn lừa kế được tinh hoa của trưởng môn cũng không quá lời, nhưng nói tốt hắn phóng khoáng rất là bất kiềm chế, nói xấu là hắn phóng đảng không có trách nhiệm, e rằng không phải người chức ý vị trưởng môn. Hàng tướng này nói chen đôi luôn.
Nhị sư huynh thì căn cơ thiên phú e rằng kém đại sư huynh một bậc, nhưng hắn giỏi luyện chế độc dược chuyên về độc thực, tạo hình tạo nghệ của nhị sư huynh e rằng đầu quốc sánh vai với trưởng môn. Tiếc là tính cách của hắn quá âm trầm, nhân viên không tốt, nếu hắn làm trưởng môn mọi người đều phải căng thẳng. Đúng rồi đó, thằng đó nó nghiêm túc dữ lắm, nó mà làm trưởng môn là nó tập trung vào cái công việc của nó, không là bỏ bê môn phái này mình nó, còn thôi thì nó sẽ đưa ra những cái quyết định mà mang cái hướng cục diện nhiều hơn là cái hướng mang cái hướng mà cá nhân nhiều hơn là hướng cục chung. Tam sư huynh thì thôi, phải không? Tam sư huynh trước kia người đọc sách danh Lạc Sơn, sau phen tâm cảnh chuyển đổi mới bỏ văn theo võ thì cũng hơi chậm thôi. Kinh nghiệm phong phú giang hồ có tiếng tốt, tệ là hắn khởi đầu quá muộn, trước mặt còn có hai thiên tài thì cả đời cũng không đến trình độ như hai người đó, nên cuối cùng là bỏ bê là cái việc học võ luôn. Bây giờ á, mình chơi game á thì mình nói thẳng câu này luôn, bữa tàu vãi đơ, cái này mang đi tối ngày cứ trong đầu mày với con sương mũi thôi à. Mình chọn cái lựa chọn này là để đưa ra chính kiến của bản thân đâu, như cái mục tiêu mình đề cao tương lai hay là cái vọng tưởng hay là cái ao ước hay là cái con đường mình sẽ đi đâu, định hướng cho bản thân á, cuối cùng nó lại ép buộc tiểu sư mũi gã cho ta. Bà nó chứ, tôi sai rồi, sai lầm khi đi đặt niềm tin vào cái thằng này. Tiểu sư mũi dường như dựa vào cái cảm năng của bản thân, bản năng cảm nhận được sự lạnh lẽo khó tả, một cơn gió lạnh thổi qua gáy này. Đạo đức. Các đệ tử không cần lo lắng, người kế nhiệm sư phụ đã có chủ trong lòng cái ngôi. Bố Y và Danh Nhi hai người xuất hiện xuất sắc nhất, mỗi người đều có sở trường riêng, tính cách khác biệt nhưng đều là trụ cột. Ngoài ra Đường Thăng cũng cống hiến hết mình cho môn phái trong thời gian dài, cũng nên được vào danh sách ưu tiên. Trưởng môn đừng có ý nghĩ kinh khủng như vậy, con tự biết mình không phải là người tài, con cùng sự trưởng môn lo liệu việc vật vãnh là công lớn, bạn nhất không phải gánh vác những trọng trách này. Ông Tam sư huynh là bị loại đầu tiên rồi đó, ông này phù hợp làm thư ký hơn là tổng giám đốc chủ tịch. Đúng vậy, ta sẽ nghe theo các người, các đệ tử khác còn non trẻ tài đức chưa đủ để đảm nhận trọng trách này, không cần bàn đến nữa. Trọng trách tuyệt vời Đường môn nhất định phải đặt lên vai đại đệ tử hoặc nhị đệ tử của ta. Ta quyết định khi triệu tập các ngươi tới ai sẽ truyền ngôi trưởng môn cho bố Y. Chật, tuy nhiên tên ốc này hành động ngang ngược, của mình lệnh có chuyên môn như gió thổi bên tai, không tôn trọng bậc tiền bối. Vậy thì cái việc truyền vị tạm thời là giữ lại đã, cái này việc trọng đại ngài từ từ suy nghĩ đã. Sao mà nó nhảy nhanh ta, ủa nãy tôi như tôi kiếp qua cái câu nào đó mà kiếm lại không thấy à. Đại sư huynh lần này xui xẻo rồi, việc này trọng đại ta làm sao không biết, chuyện này liên quan đến sự hưng suy của Đường Ngôn, cũng liên quan đến cái đời con gái ta, làm sao có thể không suy nghĩ kỹ cho được hả? Chủ môn nói gì vậy? Bố Y là ta mà sư mẫu, nếu phước tổ cái ngươi một tay nuôi lớn, hắn nghĩ gì trong đầu? Ta sư phụ hiểu rõ nhất, con nhóc này từ nhỏ đã hoạt bát hướng ngoại, đêm tuổi trẻ ông nổi rồi ông muốn gả tiểu sư muội cho cái thằng đó để giữ chân nó lại luôn. Không đâu hết trơn á, ông muốn gả cái mà con bé nó cho con bé đó cho cái thằng này để giữ chân nó, nghĩ đâu cưới vợ rồi cho nó mà nên người nó không có đâu. Mấy thằng trẻ trâu nó quậy, nó có vợ nó cũng quậy thôi, thậm chí có con nó cũng quậy nữa. Sư phụ nghĩ kỹ đi để con lo cho đó, thấy không, có gia đình bông bay này sẽ tự nhiên rơi xuống trần gian bén rễ tại chỗ. Thằng nghĩa sư huynh nó suy nghĩ gì cũng đúng rồi đó, biểu cảm là nghĩa sư huynh thật là đáng sợ, giống như muốn giết người vậy đó. Mình cũng muốn đâu, ta xem bố Y như con cuộc, hiểu hắn biết ơn, nhưng nó đến môn phái này Linh Nhi gả cho hắn, tâm bố Y sẽ mở mãi ở lại Đường môn. -30 Linh Nhi phụ thân muốn gả con cho đại sư huynh con thấy sao? Không biết, thấy không, tôi đảm bảo luôn, con bé này vẫn còn ngây thơ ngờ ngợt lắm, mấy cái chuyện chính sự này thì nó chưa suy nghĩ đâu, tới chừng nó nghĩ được thì tôi phá đảo game mày. Con khích đại sư huynh sao? Huynh ấy bỏ công cao cường, dung mạo tướng tú, danh tiếng vang xa, hai đứa là bên nhau kết hôn chẳng phải là chuyện sớm muộn tốt đẹp đâu, giống tiểu mũi thôi. Con biết, con không muốn sao? Không có ý kiến, con nghe người sắp xếp của phụ thân. Mày thì tốt, có chỗ dựa chẳng có yên tâm, chưa hiểu đợi đến khi thành hôn tự nhiên sẽ hiểu. Sư mũi của tôi, sư mũi của tôi. Này ngươi sao vậy? Tự nhiên nhan sắc biểu cảm không ổn à? Không, không có gì đâu, tức không có mồm. Ta đã biết từ lâu tiểu sư mũi người đẹp như tiên nữ, sớm muộn cũng phải gả, chúng sẽ lấy chồng.
Hơn nữa người ấy này lấy từ tối không phải là ta, bởi vì ta rất đẹp trai, võ công lại cực kỳ ảo diệu. Chỉ có đại sư huynh là anh hùng thiếu niên mới xứng đáng với nàng. Lấy đại sư huynh nàng sẽ hạnh phúc, người đời những kẻ được hưởng thụ luôn cho rằng tài hoa xuất chúng, giả vờ giả vịt đẹp trai, người đẹp có quyền, còn ta chỉ có bị người ta đuổi đánh là bởi những fan hâm mộ của mình đó. Đẹp trai thì tối ngày là cầm kỳ thi quả. Còn ta thì số phận đã định bại, sẽ phải làm những công việc thấp hèn, bẩn thỉu suốt cả đời, ngay cả việc tồn tại. Sao mà bi quan với vậy? Số phận định sẵn phải làm những công việc thấp hèn, bẩn thỉu suốt cả đời, ngay cả việc tồn tại cũng... Dù là thiên đạo hay lòng người cũng đều rất bất công. Làm gì bây giờ? Bất công ư? Vậy ngươi sẽ không sống nữa sao? Cái này không có được chọn rồi. Sống chứ, sống để thay đổi nhân tình thế thái chứ. Cái câu này làm sao ta? Người ta đặt mình một câu hỏi mà mình lại trả lời bằng cái câu cảm thán. Gì đấy? Như vậy mới đúng chứ. Rồi rồi, Hoa Mai ơi, chị Quân hãy cố gắng chút nữa, đừng để bổn cung thất vọng. Trời không giúp ngươi còn có bổn cung, đừng nản lòng, ván cầu vẫn chưa kết thúc mà. Có được sức mạnh của định mệnh, trở về đi ta chờ ngươi. Hả? Gì đó? Tỉnh à? Tưởng nói mình được chuyển sinh à? Ủa mà được mà thần linh lựa chọn gì đó? Tam sư huynh, ngươi sao đứng trước giường ta? Sư đệ hôm qua đại hội chính tâm đường chủ môn tuyên bố muốn trừ lại và bị y bác cho đại sư huynh, người liền ngất đi. Ta mới kiểm tra cho ngươi, tỉnh chưa? Rồi. Cuộc đời ta tối tăm tương lai mù mịt. Tiểu số muội do ngươi được sư nương nhờ cậy từ nhỏ chăm sóc, nhưng nàng ấy đến tuổi cập kê thiếu nữ xuất sắc, con gái lớn phải cho gả chồng sớm muộn mà thôi. Ngươi đừng có nên quá chấp nhất, ông nàng cũng hiểu mình quá ha. Rồi đừng có lì. Cái này gọi là cứng rắn hay là gọi là lì được ta? Thôi trước mặt tam sư huynh thì bình tĩnh đi, đừng có lì quá. Thực ra ta sớm biết chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gốc gã thịt thiên nga, không ý nghĩ bất chính. Hồng nhan tự như cổ danh tướng đều bạc mệnh, cầu mà không được thì hãy buông bỏ, nhân sinh bất quá chỉ như vậy. Sư huynh nói hết câu rồi đấy, hãy suy nghĩ cho kỹ. Ông này tối ngày nói đạo lý không à, nhưng ít ra là cũng đạo lý tốt chứ không phải là đạo lý mỏng. Nên sư huynh nói đúng, ta phải lo cuộc sống. Tiểu số mười vốn không phải là người ta nên lo lắng, dựa vào đâu mà không buông bỏ, từ nay về sau không muốn nữa. Bây giờ thì gán mà luyện solo được hằng đẩy sư huynh thôi, đi làm việc vặt. À, đi làm nữa hả? Ghé thăm tiểu sư muội phát ơi, có chết cũng được, nhìn em lần cuối. Đạo đức với tinh thần nó xuống hết luôn. Ủa? Sao lần này nó bình... Có cái nào coi lại được không ta? Đấy hình như đúng rồi đó. Rồi mới đọc được cái gì đêm đó đến thăm vậy á. Không có làm trò bậy bạ với sư muội đó. Xì chết quá, đi học võ rồi. Không ổn rồi, nó tục nhiều quá. Lót 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 lót. Tĩnh tâm nhất của mình thì nên đi làm việc thôi. Môn nhân là sao? Lần bạn cái thằng mà nhị sư huynh trong này nó bóp cổ mình luôn á.
Xong mà tục tặng cái hướng tâm đi nè. Còn 100 tiền à. Bây giờ tôi không biết làm mấy cái này nó là làm cái gì đó. Rồi thằng đại sư huynh. Rồi thằng này nó cùng một đống luôn. Còn tục không à? Cái hướng tâm đó là cái gì đó? Coi lại cái chỉ số của mình nè. Hả? Điểm võ học 99. Thánh hả? Mấy cái này sao học được ta? Bây giờ chả biết làm gì nữa. Thôi nên tí học vấn đi, để ngu người quá. Rồi đi chế đốt vài. Rồi, tới sự kiện nữa nè. Mau dẫn hình như là cần cho anh nó vậy. Cái gì đây? Ngồi canh cửa sổ tiểu sương mù hay không ngờ lại ở đây. Rồi, thằng này nó biết hả? Rồi, một trong số những người ở đây có là tâm niên nhất, không nghe ý kiến của người và một số công việc trong gia tộc. Không chừng thằng đại sư huynh này nó có cái kèo gì ngon cho mình. Mình phải là làm cái kèo đó thì mới được gặp cái tiểu sư muội đó. Tại vì nó nhắc đến tiểu sư muội rồi, nó biết cái tâm tư của mình rồi. Nên có khả năng bây giờ là nó dùng cái kèo gì đó nó gạ gẫm mình. Có, chậm ba mấy điểm cống hiến nào. Rồi, COCC thì nó lại nó dắt mình đi rồi. Đệ tử chịu hoạt bái kiến chủ môn. Nhập môn đã lâu nhưng ít cái cơ hội nói chiến được môn. À đúng rồi. Rồi đi ra chủ môn giờ không làm gì đây. Thằng nhị, ông tam, tứ, muội. Còn nhân vật cốt cán không nha. Tiểu sư muội cũng đến rồi. Thấy tiểu sư muội là nó lên tâm tư rồi. Chịu hoạt cái môn phái đã lâu rồi phải không? Mới có khoảng 1 tiếng 53 phút 27 giây thôi chủ môn à. Phải, không nhớ rõ là bao nhiêu năm rồi. Cũng tốt, những đệ tử hiện diện trong môn phái chỉ có người đừng có thâm niên nhất. Từ nay về sau người cũng tham gia hội nghị hàng tháng của môn phái. Đó, anh em thấy đời lên hương chưa? Ta ta. Rồi, ngồi cuối bàn đi, tạ ơn chủ môn. Hôm nay có việc gì thì các đệ tử các ngươi cứ trò chuyện thoải mái. Hội nghị hàng tháng có đường môn đầu não đường môn mới đủ tư cách là tham gia hội nghị. Cái gia tộc này bây giờ nó tung té ra này, rồi nó mấy móng à. Hả? Đệ tử có một kiến nghị là có không ít người mới đến núi bái sư, khách khứa cũng nhiều, người ta muốn xuống núi mua vật liệu sửa chữa một số bức tường mái nhà bị hỏng để không khiến người ngoài họ xem thân. Ngươi hết lòng hết tâm hết dạ vì môn phái binh nhục bản tọa rất là ủng hộ. Rồi đường thăng việc sửa đường ra đại điện lao cho ngươi, hãy tìm cách mà điều động tiền bạc, cần mua gì mua, không cần tiết kiệm. Truyền lệnh của bản tọa, môn đồ trong phái tạm dừng để tu luyện 2 ngày, cho ngươi toàn quyền quyết định. Vĩnh mệnh Duy Nguyên, khi nào rảnh thì xuống núi mua vài con gà con vịt về để mọi người ăn uống một bữa nào nay. Ok con dế. Tài sản môn phái trừ 200, đang nợ 10.000 mà trừ 200 nữa. Đường môn trên dưới một lòng cuộn tay áo lên làm việc, ăn sáng xong bận rộn vào ra, mọi người nói cười gâm gã náo nhiệt vô cùng. Đường gia đại viện vốn lạnh lẽo nay đã hiếm hoi tràn đầy không khí vui vẻ, quy mô môn phái cộng 1.
có thể chứa nhiều môn nhân hơn. Đường ra đại viện đổi mới hoàn toàn, các dụng cụ thiết bị cũng được tân trang. Sư huynh đệ, sư đệ sư tỷ thì tràn ngập nhiệt huyết, nhưng cũng không ngoại lệ, làm việc nhanh nhẹn hơn. Đại tăng luôn nè, 59, 84. Sư đệ, tao hỏi ngươi một việc, đầu tháng 5 vừa rồi ngươi không đến Quảng Châu chứ? Hả? Quảng với Châu gì đây? Ta ở nhà mà. Ra ngoài cũng không đi đâu xa, đừng nói tháng 5, cái đời này tao còn chưa từng đến Quảng Châu. Tôi cũng chưa đến Quảng Châu lần nào luôn. À, đúng rồi, tao nghĩ nhiều rồi, ngươi cũng không phải đại sư huynh làm sao thêm một ngày đi ngàn dặm đi gây án được. Án gì? Với hồ đồng đại nói đường môn có một kẻ xấu có vị hiệp sĩ tên là Triệu Hoạt. Hoạt động ở vùng Quảng Đông, mượn danh nghĩa bổn môn bán thuốc giả lừa tiền bạc, ăn vào bị bệnh cũng không bồi thường, ép người ta cả nhà già trẻ cùng đường chỉ có thể treo cổ đi sát. Phải đấy, không lẽ thằng Tứ ta? Thằng Tứ thì tôi không có nghĩ là nó đâu, nó mập mạp trắng trẻo như vậy, nó lừa thì lừa thiệt đó, nhưng mà không đến mức, không đến mức mà ép người ta phải chết đâu. Có khi nào cái nhiệm vụ này là nó cho mình sức sơn không ta? Cái gì? Tao cũng nghĩ vậy, sẽ để bình tĩnh hiền lành cho đồng ra chuyện mất lương như vậy. Chắc ông nhìn cái mặt này của nó mà hiền lành đó. Tôi nhìn là thấy nó hơi bị hiền thiệt đó. Đúng là hiền lành thanh bạch thiệt, cốt khí đứng trời luôn. Ờ, à, quen ngủ quá, ta ở nhà ngoan ngoãn. Cháu nó ở nhà ngoan lắm. Vậy mà cũng bị người ta bôi nhọ, nghe là có kẻ xấu bắt nạt ta, bừa bãi màu danh ta, đổi tội cho ta. Mà bao nhiêu người không lừa đi dùng cái bản mặt thằng này. Nhìn cái bản mặt nó thì ai dễ dàng được nó. Đẹp trai như vậy thì làm bốn viên nào dễ dàng được. Bộ bước cả đường cái là gặp nghệ sĩ nào hết à, diễn viên điện ảnh nào hết à. Nghĩ cái lời cũng không phải không có khả năng. Hay đây, đường môn nữ đệ tử, chịu sư đệ. Ngươi sao lại không biết nhìn, không thấy phòng nữ đệ tử hai ngày không có cửa đốt rồi sao? Không có tỉ muội, không có ngươi á thì tỉ muội chúng ta làm sao mà tắm rửa được. Ê, tắm rửa kiếm ít củi đó đó, muốn đào tụi mình tắm vào bếp mà đừng trúng việc hả? Thôi từ từ những tí chấm cãi hả, từ nay về sau củi ở bếp đòi ở nhà bếp, còn củi ở phòng nữ đệ tử phải kiếm riêng. Củi mà mùi dầu mỡ đun nước lên sao mà sạch được. Sư tỷ ơi, củi và lửa cách nhau cái vại, nếu nấu nước thật sự không sạch thì coi thấy là vô cái vại có vấn đề đó. Đừng có nói nhiều nữa, câm miệng cho ta. Nó nạt ông Tam sư huynh đổ mà hồi hộp, nhưng chắc chắn mắt luôn. Chịu sư đệ, ta nói lần nữa, nó cảnh báo người lần cuối cùng đã đi kiếm củi hay không. Bên ngoài đang có mấy vị sư tỷ muội mấy ngày liền phải tắm nước lạnh, đang vô cùng tức giận rồi. Chỉ chờ có đấm người thôi, suy nghĩ kỹ rồi. Ok, mình vẫn còn đệ tử ngoại môn nha, nên mà vẫn phải làm việc một cách nó bình thường đi. Không có phải là chấp nhận con nhỏ này đâu, nhỏ này nó xấu tính kệ nó, nhưng mà nghĩ đến mấy cái người kia, mấy cái nữ đệ tử kia thì mình vẫn phải làm việc công việc của mình thôi. Còn nếu như nó đòi cho một mình nó là nạt nó luôn á, là không có lựa chọn ở trên đâu, nó đòi cá nhân nó là tôi nạt cái dưới luôn á. Với lại mình vẫn còn ngoại môn mà. Thôi sư đệ, có việc gần giúp ngươi, có khách đến. Thanh sư huy đích thân, tam sư huynh đó đích thân ra cây thông đón khách. Thì ngươi giúp ba thu dọn những cái chỗ sắt lộn trọn này, lộn xộn này ở trước giảng kinh lâu. Ok, khách ai vậy? Chủ nợ chúng ta, lũ viên ngoại. Họ đến hùng hổ như vậy chắc là không ý tốt đâu. Ta đi báo cáo chuyên môn đây. Chủ nợ đến. Thôi ơi, chào tam sư huynh, sư đệ à. Nhị sư huynh liếc mắt nhìn nhau, người béo là chủ nợ lữ, ông kia đầu bán sách sổ sách của nhà họ lữ. Tam sư huynh, ngươi nói với ba làm gì, ta cũng chẳng giúp được gì đâu. Cũng đúng, xin lỗi, tao phản lộn quá. Cái ngươi thì thầm cái gì đó, ta lữ mổ tung hoành ở thiên trường mấy chục năm, muốn chơi căm người gạt ta cũng chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu. Ngài nói đuôi ngôi sao có thể như vậy đâu. Chủ mặt chân nhân không có lời giả dối, ta thương hội lữ gia ở vùng thục cũng có tiếng tăm ít nhiều. Tứ hiệp đường các ngươi là những kẻ bán hàng rong cũng được, nhưng tham vọng lại lớn như vậy, thường xuyên tranh giành việc làm ăn với thương hội chúng ta. Chúng ta bán gì? Hắn đào cũng bán nấy, còn dựa vào kinh công và vận chuyển hàng hóa nhanh hơn, khiến chúng ta không hết nhiều hàng tươi sống để mà dễ hỏng hết. Thằng tứ sư huynh của mình nó chuyên gia mà đi giao dịch á, nên ông này cũng ghét. Tứ sư huynh cuối cùng ngươi đang làm gì đó? Xin lỗi, tao không biết nói gì nữa, ta sẽ báo cáo chuyên môn về việc này. Mong lão lữ đừng có chấp nhận với hắn. Thương trường tự do kinh doanh buôn bán, xong này cũng thái độ vậy đó, ta không chấp nhận với hắn. Ta tìm đến đường môn với người để làm cái chuyện khác. Từ hồi nhỏ có đường ăn ngoài, có tiền bối đường môn, lữ mẫu không phải là con mơ bội nghĩa. Đường môn có găng, lữ gia ta luôn bỏ số tiền công sức không nhỏ, chẳng lẽ thật sự đợi là lữ mẫu xuống đất mới chịu nhắm mắt à? Bình tĩnh, ngài biết môn phái chúng ta mấy năm nay rất là khó khăn, tuyệt đối không có ý chậm trả nợ đâu, thực sự có hơi chút bất lực mà thôi. Ta biết cái người khó khăn nên mới nhiều lần đứng ra làm trung gian cho cái người bán đi những tài sản cũ kỹ các người, nếu không e rằng các người đã không có còn cách nào để mà sống nữa rồi. Thôi cảm ơn, nhờ có mặt mũi của ngài đại diện cho chúng tôi,
hậu nhân nhà họ Lữ vốn dễ bị dụ dỗ, chắc chắn mới tin lời người khóc lóc đang nợ, nhưng lần đòi nợ không được. Cái hai phai gớt là cái hãng làm công khai hai phai gớt là Tango Nóc gì đó mới bán là do mà bên Bookie. Hai phai gớt là một con game cũng khá là hay. Rồi Lữ Mổ cũng không phải là dạng dễ bắt nạt. Hôm nay ta tự mình lên núi, môn chủ nhà ngươi kêu gan quá, công gia gần đón hiểu coi, nếu không đòi được là giải thích. Lữ Mổ ta mặt mũi đi đâu cho hết. Lời giải thích có một triệu cách luôn, nhưng quân tử Phan Dung ta liều lĩnh nói thẳng, không có tiền đó. Ngày ghé thăm đồng học quá, tôi chưa có chuẩn bị tiền, hy vọng lần sau nhất định sẽ. Tiền ta không muốn đòi một lần, hôm nay ta đã tự thân xuống rồi. Nếu không muốn khác gì, muốn gì khác ngoài lời nói rõ ràng của ngươi Đường Tam gia, nhìn vào danh tiếng hiệp nghĩa của Đường Tam trong giang hồ, sao có thể không nể mặt ngươi phải không? Ông này, ông Tam sư huynh mình cũng nổi tiếng rồi ha. Một lần đòi cục nợ lớn như vậy thì cũng không thực tế cho lắm. Lữ Mổ cũng công bằng, không muốn mạng sống các ngươi. Rồi lần sau cho trả góp, lần sau đến đòi. Có khi nào bắt mình đi làm mấy công việc lặt vặt không ta? Ok ok, vậy thì quyết định như vậy đi. Nhưng mà Lữ Mổ cho thuê ta vắng về, nếu các ngươi không phải con cháu sinh thần đâu. Rồi coi Lữ Mổ thì muốn gì cũng được, chúng ta cái gì làm được thì sẽ đáp ứng cho ngươi. Linh đan quý phái đường môn luyện chế rất là linh nghiệm. Cái gì lưu gì. Ê, có một con trai năm nay tròn 20 tuổi chưa cưới vợ. Cho nó đang dược đi. Rồi rồi ta sẽ mời Nhị sư huynh ra tay giúp đỡ cho ngươi. Tính đầu con trai chưa cưới vợ thì gã con bé nãy đi, còn sư tỷ bố láo đòi nước tắm á, thuốc bổ nóng mấy ngày rồi không. Quả là thân ý, đúng như vậy, xin đường nhị hiệp ban cho linh đan. Không cần gì đến đan, chỉ càng ăn càng đệ, cho ta cho ngươi một thang thuốc, theo thuốc của ta trong vòng 7 ngày có thể khỏi bệnh. 7 ngày có khi là chuyển sinh luôn á, bởi vì ngươi có tim. Đúng là nhị sư huynh thiệt, nhanh gọn lẹ. Thuốc gì đây? Được rồi, gói thành hai túi. Ok, tôi nghĩ thằng này lắm, người đọc phế vật cũng không phải là vô dụng, đúng rồi đó. Nhìn cái mặt vậy sư huynh nè, thằng này đó nó thông minh, đúng là nó thông minh thiệt, nó làm việc cái gì nó cũng tính toán dữ lắm, tính toán cũng ngang ngửa thằng đại sư huynh đó, chứ không phải là dạng vừa đâu. Phương thức ông hòa nhưng mà không phải muốn dùng. Hệ hàng chỉ là tiêu chảy vài ngày thôi, có tí độc nhưng mà không sao, cũng được. Đây là thuốc đủ dùng cho một ngày, uống mỗi sáng và tối một lần, mang đến hiệu thuốc nhờ người sát thuốc là được. Dù có bị tiêu chảy không cần lo lắng, cứ uống bình thường. Cảm ơn Đường Nhị Hiệp, nếu thuốc có hiệu quả Lữ Mổ nguyện giảm bớt một phần khoản nợ, nhưng lần sau đến thu nợ thì không được gia hạn ở đâu nhé. Cái này không phải việc của ta, Lữ lão tiên sinh đi thương lượng với tam sư đệ của ta đi, tiễn khách. Thôi lên tí danh tiếng đó nè, sau đó vài ngày rồi mang thư lên núi nói lời cảm ơn như đã hứa, rồi ta trừ một phần khoản nợ. Ủa, trừ 10.200 là sao? Được 59 mạng à? Hả? Chưa có chuột cái nào hết. Sao mấy chỉ số của mình nó vàng dữ vậy ta? Ủa? Vận mệnh 18 là cái méo gì nữa. Đạo đức của mình nó xuống cấp trầm trọng rồi nha. Chơi tiếp không ta? Tiếp tí nữa à. À hồi nãy nó kêu mình vô đây. Ủa? Không có là lấy nước hay là làm gì á? Cái gì đấy, định mệnh tăng, tiểu sư muội giảm luôn,
Tiểu sư muội giật mình khi phát hiện ngươi đang ngồi xổm như cửa sổ, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Ngươi muốn giải thích nhưng lại không biết nói gì, nàng lặng lẽ đóng cửa sổ lại. Ngay sau đó một nhóm nữ đệ tử đường môn hùng hổ lao ra, chêu ngươi lên là đánh đập đến chết. Ủa, chưa có ending, trời mai. Nhưng mà thôi, ai ít giờ là cũng chưa có ending thôi. Có tiền rồi ta, làm sao có tiền bây giờ? Rồi ngủ một bữa đi. Sư đệ nên đến đúng lúc đó. Lại đây, mọi người làm ơn nhường chỗ. Đừng có mua thì đi ra chỗ khác, khách hàng của ta đến rồi. Vừa từ dưới mới núi là mang lên vài thứ tốt, ngươi xem. Ta có tiền đâu. Chính là ngươi không đúng rồi. Chẳng lẽ không thấy mọi người dù không mua cũng góp vui cho ta ủng hộ sao? Được rồi, đừng nằng nhở, xem thử đồ đi. Thứ sư huynh là người chuyên trách mua bán của môn phái. Rồi, thương nhân gian xảo, nhưng việc giao phó thì không có gì có thể làm được. Trời ơi, mía. Mình có mỏi cây mía. Đó, mua tặng cho sư muội. Còn 4 đồng. Chắc không bị đánh chết nữa ha. Rồi cũng bị rồi. Tăng được khinh công, tăng được định mệnh luôn. Nhưng mà giảm với sư muội rồi. Kệ, không chết là được. Đấy, tăng lại sư muội nè. Làm sao tặng quà cho em nó nè. Gì tục cái ghê gì nè. Một như phát điên mà đổ một lượng lớn nước tiêu vào, ai nấy đều ghét ngươi. Nhỏ vải, rồi để tĩnh tâm đọc sách thôi. Toàn là tục không à, không có làm gì ra hồn gái này. Vì là cái điểm này của mình thấp á. Hả? Chưa, từ 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 từ. Bây giờ mấy cái này không biết làm sao mà có xài được cái gì không nào. Đi ngủ hưởng giấc thôi. Còn giải áp nữa chứ. À, ngủ nó chỉ hồi cái tâm tư thôi, chứ không có gì cả. Có tâm thì đi ngồi thiền. Tâm trạng thoải mái ngồi thiền chắc lên á. Đó, lên đóng luôn. Tụng tí miệng lưỡi thôi. Muốn lên miệng lưỡi thì chắc là đi nói chuyện với ông Tam Sư Huynh này quá. Ủa, không nói chuyện với ông được á. Hôm nay là ngày thi sát hạch, ta phải phấn đấu thật tốt để trở thành đệ tử hợp nhất nội môn. Để ông Tam sư huynh đi, để ông nhị sư huynh là mệt lắm. Năm tám sư đệ, lần kiểm tra định kỳ này giao cho ngươi chủ trì, ta không có nhiều thời gian để giám sát những kẻ vô dụng này. Một kẻ vô dụng nếu không tự giác thì theo dõi đến mấy nó cũng cháy bụi vô ích mà thôi, tốn công vô ích. Rồi, nhị sư huynh lời này hơi độc quá đó, nói ít làm nhiều. Đúng rồi, đã đúng tiêu chuẩn của ông nhị sư huynh luôn. Đấm nhau như nào ở đây? Thằng này khác hả? Rồi, thằng này cũng là đệ tử ngoại môn như mình luôn, ăn hiếp nó được, máu ít trong nhà liệt. Ngoại con khỉ, ngoại 120 máu. Ây da. Thằng này nó manh động vãi hả?
phục thủ đến chết. Ngàn máu nhau. Khí mình vẫn hơn khí nó, đầm nó luôn. Nó đang lo lắng này, lũ đạn nha nó. Mười hai thì mình khoảng 3 phát nữa. Khí cộng 1, cộng 5, trừ 3. Nó chưa có làm gì đâu. Chừng nào nó gục dịch hả? Phản đòn. Hình như là né tránh nó phụ thuộc vào cái điểm kinh công của mình. Biết lắm mà. Nó đầm phát nữa nè. Nó 8 điểm chắc nó đầm phát nữa. Thấy không? Hắc não. Mười một, mười bốn. Nó không đánh. Nó đang thủ. Hết khí, nó hết khí rồi. Phát nữa là nó đi rồi. Trời ơi. Không sao, chúng ta có trò này. Thử phải thôi mà làm gì căng thẳng với nhau vậy. Gặp lại nha. Hồi nãy là game lắc á, game nổi á. Nãy game nổi thôi. Hả? Vết bẩn màu vàng vàng chính sàn đây là sao? Mồ hôi đó. Gì đó tư đệ. Có việc rồi. Tứ sư huynh bình tĩnh, có gì đó. Chuyện này ngươi phải giúp ta. Người bán đồ nặng ở mặt dưới chân núi mặt con mới nhọn, ngươi biết chứ. Đương nhiên biết, tam sư huynh muốn chiêu mộ hắn không bị hắn chê bai một phen. Cái thằng đầu game vô ăn mì chung với mình á. Cha của đệ nhãn chì trách hắn không có chí lớn, tuổi còn trẻ đã biết cả ngày là chơi đồ ăn, đập tan xe hàng của hắn, ép hắn thì gì làm ăn bán mì à, nặng bột không thể là nghề nghiệp à, lại còn không phải buôn trộm cướp. Đại nhãn vốn là mình tự đưa chơi đùa ở đầu bán, người nghĩ xem, không phải thành phố lớn trong thị trấn này có bao nhiêu đứa trẻ đâu, mua một hai lần thì không mua nữa, kinh doanh hắn ảm đạm đến mức sắp không đủ ăn rồi, còn nhau với trả nặng cái gì nữa. Cái này có thể tính là làm ăn không chuyên nghiệp không? Cũng đúng, cũng có là yêu nghề đó, nhưng mà cái nghề nó không phát triển được ở cái vùng quê như thế này, ngay dưới chân núi đường môn tam đại môn phái vậy mà lại bắn bẻ như thế này hả? Thật sự là hắn cũng lớn rồi, phải nuôi sống bản thân chứ. Hồi nãy nó giảng đạo lý cho thằng anh của mình, thằng tam sư huynh của mình dữ lắm. Ngươi đến ném vấn đề cho ta rồi mà còn hỏi nữa, nhanh nói đi. Bây giờ hắn đã bắt đầu chuyển qua bán mì, nhưng mà mì thì chả có chút hương vị nào cả, doanh thu cũng không tốt. Gì? Nãy đại nhân chì từ đỉnh nãy ý định nhắm vào con bò già nhà hắn, muốn hắn bán bún bò à? Nó muốn thịt con bò bán bún hả? Rồi, đại nhân chì muốn giết con bò đó để bán, cha hắn mang ơn ơn nghĩa không chịu đồng ý thôi, hai cha con chạy cãi nhau à, mỹ không tốt. Ừ, muốn bán hay gì tự ai muốn giết. Ngươi mau lấy tiền xuống núi thay ta mua con bò về, sao mình phải đi. Ngủ trên núi không cần bò cày đâu tứ sư huynh ơi. Phải, thằng này đúng là cái tư tưởng của dân kinh doanh thiệt, mua được con bò thì ta đem nó đến là quán thịt ở đầu chợ người giết hộ. Ta đến thị trấn kế bên, có một gã con trai nhà giàu, sau khi uống rượu nhất định sẽ bắt con gái của quản lý tiệm uống rượu cùng, còn dùng dao uy hiếp tiểu nhị quấy gối con quái con gái của quản lý tiệm rượu để ta hắn xem. Được sông bi quan lớn họ xong nghe nói chuyện này, bay lên lầu lấy rượu tóm lấy người kéo vào quan phủ quấy gối hả con. Kẻ nhà giàu đó thì định mở máy thì xong đại nhân cũng không lay chuyển được, chỉ tội con trai hắn rồi mới chơi rời đi.
Con trai hắn thì phẩm hạnh cũng không tốt cho mấy, nhưng mà cũng là con cưng, phải phá sản cũng muốn cứu con trai. Đây là lời đẻ của tình tình của con người, đẻ tình tình của người khác không bao gồm cái ta đâu. Ta đến đây nhân cơ hội để cướp bóc ngàn năm có một, mau lên, chúng ta chia nhau hành động. Thằng này đúng là tư tưởng của thương nhân thiệt. Chú Huynh, ngươi gọi ta à? Tao và sư đệ có việc gấp, nhờ ngươi làm thay, giúp ta làm nốt phần việc còn lại đi. Rồi. Ok. Sao tự nhiên xuất hiện ở cái sự kiện này ta? Tội nghiệp sư đệ thiệt á. Xin lỗi, bò nhà ta không bán. Sao không bán nữa? Ta nói giỡn thôi, đại hoàng theo nhà ta mấy chục năm từ nhỏ chơi với ta lớn, sao nỡ giết nó, thà là giết cha ta còn hơn, mất dạy. Trước đây cũng có cảm giác miệng lưỡi của ngươi thật sự rất là độc ác đó. Thì vấn đề giáo dục của gia đình, nếu ta có tính cách tồi tệ thì đây là lỗi của cha ta. Dù sao ngươi cũng về đi hôm nay. Đúng là miệng lưỡi thằng này nó sắc bén như thế thiệt á. Đầu gieo vô nó nạt, đam chú huynh mình như con, bây giờ nó đổ thừa. Nếu như tính cách ta tồi tệ thì lỗi của cha ta. Thôi, nó không có bán con trâu nữa. Vậy con khỉ á. Rồi, ngươi đến đây rồi, ta nấu mì xong, cùng ăn rồi đi. Coi như ngươi chạy một chuyến vô ích. Sao được? Để hiệp đường môn khinh thường bát mì nước trong cái ta một kẻ dân thường phải không? Đúng là cái miệng lưỡi thằng này. Ăn mì được cái gì ta? Bát mì của hắn ngoài ra thêm một chút muối thì không có gia vị nào. Ở đâu có 5.000 gì nào? Họ để ma, chuyện gì xảy ra vậy? Sao đông người như thế này? Tên nhóc xấu xí họ chịu đó, người tự xem đi. Quỳ trước cửa nhà Lý Đại Phu, người nội đón đá kia. Hôm trước cũng ở đó rồi. Ngày hôm trước. Đúng vậy, ta nghe nói là muốn cầu xin là Lý Đại Phu ban thuốc, nhưng chẳng phải là có một xu dính túi. Người ta nói Lý Đại Phu đi có hơi vô tình, nhưng cũng phải mở cửa hàng buôn bán để nuôi sống gia đình. Sao lại bỏ tiền túi tặng không như được? Đâu phải ai cũng là Bồ Tát đâu. Lý Đại Phu phi ngủ hết lời, kêu hắn tìm thầy thuốc khác, nào ngờ mà nay tính tình cứng đầu đến thế, cứ quỳ ở đó, quỳ lại cả ngày lẫn đêm vẫn không chịu đứng dậy. Lý Đại Phu tàn nước vào hắn, dùng gậy đánh hắn mà hắn vẫn không hề nhúc nhích, quả thực là đầu óc có vấn đề. Thôi đúng là có chuyện như vậy, để ta giải quyết. Ngươi còn không mau cút, muốn để ta chết đói à? Thầy hạ không dám, chỉ vì người nhà bệnh nặng lâu ngày không khỏi khắp nơi tìm hiểu. Mình không chừng được thằng Tứ Sư Huynh nó đưa 5.000 này mình đi mua thuốc cho thằng này á. Tôi nghĩ là cái kết cục đó có khả năng như trời lắm. Nghe đồn Lý Đại Phu có một viên thuốc thần kỳ, tại hạ không còn cách nào khác đành phải liều mạng đến đây mặc dày hồ sinh. Ta tưởng vì sao ngươi không tìm này thuốc khác lại đến làm phiền lão phu, báo ra không biết ngươi nghe từ đâu. Nhưng ta đúng là có một loại thuốc gia truyền thiệt, gọi là giữ mệnh đan, hồi sinh thì không dám, nhưng kéo dài mạng sống người chết vài ngày cũng có tác dụng. Tiếc là công thức đã hết truyền nên chỉ còn có 2 viên mà thôi. Rồi, xin một viên. Ốp phai men này hình như là game 18 cộng. Gửi thì tôi cũng không dám mở ra đâu. Ngươi nằm mơ đi, 2 viên đen dược này vốn dĩ đã có chủ rồi. Bây giờ còn một viên, không ai lấy. Vốn dĩ tấm lòng của người ta đen dược không phải không cho. Ngươi chịu chi thì còn được. Ngươi không có tiền, người khác chỉ ép tao phải cho ngươi. 10 lượng bạc như đã hứa. Đừng có mà lừa, ngươi là người ngoài địa, không phải lấy thuốc rồi chạy mất. Tại hạ tuyệt đối không làm ra hành vi bị ổi như vậy, xin ngài ân tình. Rồi chắc mình mua thuốc chùm rồi. Cút, người đừng có cầu xin ta. Điều này thật sự tại hạ có nỗi khổ riêng, không tiện nghe theo. Lão nhân cũng không phải kêu kiệt, trước đây ông ấy nhẹ dạ cả tin chữa bệnh cho một thanh niên đến khám, kết quả là bệnh khỏi, vợ cũng bị người ta lừa đi mất. Trời ơi, hèn gì ổng còn dư một viên á, cuối cùng viên đan dược này thì để cho vợ mình uống, cuối cùng bị NTG ngay trước mặt. Hỏi ý nghiệp. Thế gian này người ta người như chỉ biết mặt mà không biết lòng, biết cái mặt này á hả? Người đẹp trai thực chất là loại đốt dữ, người tướng mạo tầm thường lại có tấm lòng tốt đẹp cũng không phải là không có, đừng có tự an ủi bản thân nữa. Tao biết mày đẹp trai rồi, người này không muốn lộ mặt. Lại muốn Lý Đại Phu thì vô điều kiện tin tưởng hắn, đúng là có hơi khó một tí. Một là tiền, hai là cút. Cái gì mà có thuốc gì đây nữa hả? Rồi. Rồi, coi như cho nó 10 lượng đi. 10 lượng là bao nhiêu ta?
Hả? Phải lớn hơn 80 hả? 84 đủ rồi. Ủa? 84 mà sao ra 99? Nó cộng 15 là không phải 15 của cái này mà 15 của cái gì ta? Lý Đại Phu là rất là quen biết với ngươi, là một cái đối tác làm ăn kinh doanh lâu năm. Có việc chi? Lần trước ngươi mang đến đống thuốc mỡ bán rất là chạy, mọi người nói là nó có hiệu quả rất là tốt. Đường môn vẫn là đường môn y độc toàn nguyên, thuốc của ngươi đúng là thuốc chuyên gia. Vị vinh đài này có vẻ rất cần ngươi giúp đỡ. 10 lượng bạc trắng hiện tại không thể trả, nhưng ta đây có một túi bạc vụn coi như đặt cọc thế chấp cho ngươi. Ta làm người bảo lãnh như thế nào? Ngươi bảo lãnh giúp con này đừng có trách lão già lắm lời. Các ngươi giang hồ miệng lưỡi nói hiệp nghĩa, nhưng thực ra ai mà chả có lòng kiến. Ngươi đã nghĩ lên tiếng đương nhiên không nghi ngờ, nhưng ngươi thực sĩ ngươi thực sự là nghĩ đến hậu quả chưa? Đại phu không cần nói lời nói ra, có thu hồi tiền đây. Đưa nhiêu vậy? Thấy đưa 5.000 luôn. Ôi ơi, thằng Tứ Sư Huynh nó cạo đầu mình luôn á. Nghe kỹ đây, nếu bệnh nhân không bị tiêu chảy thuốc mỡ thì có thể uống trực tiếp. Và nhắc đến cái ông sử gia kia đó, nếu bị thì nghiền nát rồi pha với nước uống, sáng mỗi lần một viên, chia ra 4 viên. Ủa sao giống hút của thằng Tứ Sư Huynh mình quá vậy? Ủa giống hút nhị Sư Huynh mình á. Thôi, đa tạ ân công, là vui lòng cho ta biết đại danh, sau này ta sẽ là báo đáp ơn nghĩa. Ta là Triệu Hoạt, đệ tử ngoại môn của đường môn, ngươi không cần phải khách sáo như vậy đâu, đừng gọi ta là ân công, ta không chịu nổi. Ân công à, thi đệ nhân danh tính như thế rồi thất lễ, rồi tạm biệt. Diệp Vân Châu, sanh Tùng Kiếm Khách Vân Chu. Hỏi gàng trước mặt Lý Đại Phu thì không chịu lộ mặt, tưởng rất xấu, hóa ra cũng khá đẹp trai đó. Đừng gọi ta là nhân nữa, mình cũng đẹp trai mà. Diệp Mổ xưng hô ngang hàng, quên đề chịu chúng ta sau này còn gặp. Ok, cái xưng hô này đúng là có phong vị giang hồ rồi. À cuối cùng người có cảm giác người trong giang hồ rồi. Người trong giang hồ, mấy cái phim Hồng Kông hồi xưa nhiều lắm. Rồi sau này gặp lại, bye. Thân pháp rất nhanh, tôi thấy quyển chuyển không bằng sư huynh, nhưng tóm lại thì rất là nhanh. Giờ tay trắng đi về. Đi làm việc thôi. Ở ca sa lao động thời vụ, trò chơi bán nghệ. Thử cái trên đây. Đi làm cu li á. Nửa ngày sau được 2.000. Nếu không phải thứ người, ta cũng không cần ngờ đến người đường môn đâu. Đừng quên các người đã đối xử với người khác như thế nào. Người đối xử tệ bạc không phải là ta, ta cũng là người bị đối xử tệ bạc đó. À thì cũng đúng. Một gậy đánh chết cả thì người, quả thật không phải là đạo. Đây tiền công hôm nay cầm đi, 5.000 nữa 3.000 nè. Ây, mặt trời đã lặn rồi, mọi người bắt đầu thu dọn về nhà. Hôm nay không có chợ đêm, mọi thứ vắng vẻ quá. Ta ở đây chờ đến khi nào nữa? Trong huynh đai. Nếu không về nhà, ta đã cho mùi mùi uống thuốc rồi, mùi mùi vậy hả? Ây da. Chờ anh hai. Chờ anh kể. Sao đi bí mật như vậy? Chỉ vì lo lắng cho mùi mùi thôi, sợ có điều gì đó bất lịch sử nên này đà lỗi. Nếu hắn biết ta là đệ tử ngoại môn thì sẽ tin đường ta. Rồi, đến thiền của Diệp Mổ ngồi một lát để hàng huyên vội vàng, những bây giờ có chút rượu nhạc. Rồi ok, nó chút mình say nó lấy luôn 3.000, còn lại là mệt đó. Kiếm khách trẻ tuổi mặc trang phục của phái Điểm Thương. Diệp Vân Châu. Trời, nó có du thuyền luôn cho. Rồi mụi mụi nó cũng đang nằm ở phần sau luôn. Rồi ăn nhậu thôi. Lại nhờ nữa hả? Xin đừng hỏi ta tiền nữa, hỏi nữa ta không thể nào gượng cười được nữa đâu. Ta và mụi mụi có một số lý do không tiện nói với người ngoài, phải lưu lạc đất khách nuôi người, ở đây còn vài việc phải giải quyết. Đến khi trời ấm thì mụi mụi ta khỏe mạnh để tiếp tục lên đường. Trước khi rời đi, mong huynh đài đừng tiết lộ hành tung của ta với người khác, chẳng lẽ hắn nợ nần bị người ta truy sát. Thì nghĩ kỹ lại cũng đúng, nếu như nó muốn chạy trốn thì nó đâu có cần quay lại để tìm mình làm cái gì đâu.
Đúng là giúp người thì hơi thấp thấp tí, nhưng mà cũng may là không phải giúp người xấu. Rồi. Gì mà úp ngực vô nhau vậy? Sau ba vò rượu, tâm trạng trở nên phấn chấn, người và dân chu tiếp tục bàn luyện trên giang hồ quên hết phiền não. Không biết vì sao Triệu huynh đệ đã bị Đường Môn đối xử lạnh nhạt như vậy mà vẫn không chịu rời khỏi môn phái này, chẳng lẽ giống như hai huynh đệ ta có nỗi khổ tâm không phải nói à? Không ngờ có thể kết giao với Thương Tùng kiếm khách cao thủ nổi danh trên giang hồ, Diệp huynh thật là có mặt mũi, sau này nhớ trở về nhất định phải phê phán với mọi người. Rồi, ta kính người một ly. Tổn đúng rồi, uống nữa say mất. Diệp huynh trông có vẻ hiền lành nhã nhặn như vậy mà uống rượu rất là giỏi. Đồ nhắm ít quá, không gì cho vào bụng. Rồi, bà đây muốn thịt á, thôi không cần đâu. Em gái ta chịu huynh trong năm tạm thời. Dạ, sếp. Trước khi làm cái chuyện gì bậy bạ thì... Ủa không phải bậy bạ mà là trước khi làm cái chuyện gì đó để thử nghiệm á. Dung tay lưu trữ phá lại. Mùi thơm ngọt ngào hình như là mùi bánh ngọt chứ không phải là hương thơm. Hình như sở thuốc tán phải dùng đồ ngọt để dụ nàng ta uống. Không biết mùi mùi thắng ta xinh đẹp không. Rồi. Đây. Gió đêm thổi qua thật là sảng phái. Người phát hiện bên bờ sông yên tĩnh xuất hiện vài điểm lửa bất thường. Đi tắm, đi tắm, cảnh đi tắm. À. Trời ơi. Lại ba anh em siêu nhân nữa rồi. Xem ra không tệ, người kia có vẻ là một cao thủ nổi danh, từ xa đã phát hiện ra động tĩnh của ba người chúng ta, một mình ra khỏi thân không là nói cái thằng mà nói cái thằng kiếm khách nó ra đây nó giả vờ đi săn thú hay là nói mình đi hóng gió vậy? À đúng rồi, kiếm khách nhanh nhất của phái Điểm Thương đúng là không phải hư danh, hắn võ công cao cường thì sao? Hình như có người đứng ở bụi cây bên kia, Diệp Huynh à. Thôi chết mình ngồi. Kim Quang Tam Sát ở Tư Châu đang tìm kiếm là Thương Tùng kiếm khách. Mặc dù không biết nó là cái gì nhưng nghe danh hiệu của họ biết ngay không phải là thứ tốt lành rồi đó. Tôi nghe họ giới thiệu thì không phải có chút lo lắng. Về Trung Dung càng ngày càng xuống rồi. Bá Bị Đại Hiệp, các ngươi nhầm người rồi, ở đây không có ai tên là Diệp Vân Châu cả. Ta nghe nói kiếm khách của Tùng là nam nữ tướng tứ. Nhìn kỹ dung nhan cái tên này đúng là cũng đẹp trai đó. Nhưng mà cũng thật sự là 9 phần 10 mà thôi. Nói sao nhỉ, đúng là khuôn mặt thật khiến người ta ấn tượng sâu sắc, ta đồng ý tên này tuyệt đối là gần như có thể là Diệp Vân Châu nhưng chưa chắc đâu. Đó, bình tĩnh, có gì nói đừng có giết người bịt miệng. Đa diễn thất bại trên 60 là được. Ôi ơi, toàn không biết tên Diệp Vân Châu nhưng hình như cũng không biết sợ hãi danh tiếng lẫy lừng của ba vị, lén lút trong đêm không dám ứng chiến nếu ba vị còn lượng tha thứ. Rồi, ta nhất định sẽ huy động toàn bộ nhân lực để tuyên truyền danh tiếng của ba vị khắp nơi. Nói như vậy đó, đề nghị không tệ nhỉ. Ba chúng ta trốn tránh tên Tống Bổ Đầu kia đã lâu không đào được vụ án lớn nào, danh tiếng cứ mãi không lên không xuống. Để tên nóc này hai chúng ta thiêu dệt thêm mắm thêm muối, quảng bá rộng rãi rồi làm marketing cho nó. Rồi, đi 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 đi, tha cho ba mày đó. Cái gì đó? Ngươi ở trên sông này qua đêm, còn có nhìn thấy ai khác không? Không, không có ai cả. Rồi, Diệp Vân Châu không ở đây đâu. Trời ơi, cái lưỡi anh đang dẻo nhẹt à, em mới ra đây làm cái gì? Anh trai ta đâu, anh trai ơi. Con bé này là ai? Không phải nói đêm nay trên sông chỉ có mình ngươi sao? Tiếp tục dùng cái lưỡi thôi. Em gái à, vô ngủ đi, anh đây nè. Mọi người đang là mùi mũi ta tên là Triệu Amiu, ta tên là Triệu Amiu đúng rồi đó em ơi. Đúng vậy, mũi mới khỏi bệnh không chịu được gió lạnh mà về phòng nằm nghỉ đi. Ra như gặp ác mộng nhiều phan sao nằm nghỉ như vậy. Ba Việt Đề Hị đã thấy, Ba Việt Đề Hị Hiệp đừng nhìn thấy rồi đó, mùi của ta này là đang sốt giờ tính hơi mơ hồ. Không không thế nào cũng lộ rồi, ngươi mặt dày quá. Cô gái nhỏ đó chính là mùi mũi của Diệp Vân Chu, Diệp Vân Thường bắt nàng ta, Diệp Vân Chu sợ hãi. Tên này thì sao, hắn nói năng lung tung để bảo vệ Diệp cô nương, mấy thằng này sao mà nó lanh quá vậy ta?
ta sẽ cởi quần áo nàng. Nếu không phải vì em gái nhỏ của hắn, ai đã được lĩnh động vào là thái thú, đừng xen vào chuyện của ta, cút đi. Có khi em đinh luôn á anh em ơi. Máu ít thôi nghe, máu vài chục thôi, 30-40 thôi. Cũng bả đó á. Hồi nãy đánh thằng kia 120 đánh còn không được nữa. Dạ. Mình bị chảy máu nữa hả? Chết rồi. Ending ở đây luôn rồi anh em ơi. Nó đâm một phát 30 vậy là không có khả năng mà đỡ nổi rồi. Rồi chết luôn. Rồi chúng ta phá đảo game ở đây. Nghỉ, xóa game gì bên. Hẹn anh em những cái ca sau nếu như tôi còn can đảm đi chơi con game này. Bị chặt sau đó chảy máu rồi chết. Rồi ok bye bye anh em. Một con game rất là thú vị nha. Chơi nó thì đúng là thú vị đó. Có rất là nhiều hướng để mình có thể chơi thử con game này luôn. Thì hôm nay là tôi chơi thử lần đầu cho biết thôi. Game này rất là ấn tượng. Nhất là cái cách nó kể chuyện, dẫn chuyện gì đó. Với lại con game nhiều lối nhả ghẻ nữa. Nhất là mỗi lần tôi load game thì nó lại gần như một cái hướng đi mới nữa. Nên rất là nhiều hướng để mình lựa chọn luôn. Rồi có khi nào rảnh thì tôi sẽ chơi tiếp con game này. Bây giờ hôm nay chúng ta ngừng ở đây thôi. Lần sau load lại thì không biết load ngay từ khúc nào nữa. Nó có 21, 39. Thì cách đây khoảng 5 phút. Còn cái đợt này thì cách đây khoảng 10 phút thôi. Hẹn anh em là ca sau đi. Chừng nào rảnh thì tôi chơi tiếp game này. Nó rất thú vị đó. Mặc dù chưa nắm bắt được nhiều cơ chế của game chứ, chỉ mới đi làm việc lặt vặt thôi. Nhưng mà nó hay rồi. Rồi ok bye bye anh em.